Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 46, Dạ Yến tại Quách Phủ. Tuyết rơi đầy trời, khí lạnh thấu xương, may mà không có cuồng phong, nếu không càng khiến người ta thấy khó chịu hơn nhiều. Ô Trác, Hạng Thiếu Long và hơn 10 người nữa đều che nửa mặt, cưỡi ngựa rời phủ. Đến đường lớn thì lập tức chia nhau ra, hai người một tổ phóng về các hướng khác nhau. Đầu tiên là 3 chiếc xe ngựa. Với cách nghi binh này, dù cho 300 thủ hạ của Nghiêm Bình đang đợi ở ngoài phủ cũng rất khó khăn khi cùng lúc đuổi theo quá nhiều kẻ hoài nghi như vậy. Huống hồ chi, nói không chừng Hạng Thiếu Long không có trong số đó. Chiêu này buộc bọn võ sĩ của Nghiêm Bình chỉ có thể lùi lại giữ ở trên đường và ở trong khu rừng rậm. Hạng Thiếu Long và Ô Trác theo một lộ tuyến đã được chọn lựa kỹ càng trước, mau chóng rời khỏi khu viên lâm phía ngoài ô phủ. Đến con đường lớn, có cư dân hai bên đường, không chạy về phía Quách Phủ mà đội mưa tuyết đi ngược lại về hướng bên trái. Sau khi ngoái đầu lại xem đối phương có theo dõi hay không, họ đến trước một căn nhà lớn phát ra ám hiệu. Cánh cửa tức thời mở ra. Chủ nhân của căn nhà này có mối giao tình rất sâu sắc với ô phủ, cho nên rất vui vẻ cho họ mượn chỗ. Hai người không kịp chào hỏi đã lẩn vào nhà, sau đó đi theo cửa sau ra con đường phía sau nhà, từ đó mới phóng ngựa về ngọn đồi Tú Việt của Quách Phủ. Chính Ô Trác đã chọn cách đi này, dù cho có bị kẻ địch bám theo, họ cũng có thể dễ dàng cắt được đuôi. Mưa tuyết quật vào mặt, Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi niềm cảm khái. Đến thời đại chiến quốc, tuy thời gian mới chỉ gần một năm, nhưng gã đã gặp phải nhiều câu chuyện đau lòng. Cái chết oan khuất của Thư Nhi, Tố Nữ khiến gã đau đớn, nhưng cái chết thê thảm của Triệu Ni cho đến lúc này gã không thể chịu đựng được. Nhưng đó là một hiện thực tàn khốc vô tình. Bỗng nhiên, bà mỹ nữ xinh xắn như hoa ấy mãi mãi biến mất ở thế gian. Dù gã có giết được Triệu Mục hoặc Thiếu Nguyên Quân, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được hiện thực này. Giờ đây, đại ân nhân Nguyên Tông của gã rõ ràng đã chết. Ôi, tất cả những điều này là vì cái gì? Bản thân lúc nào cũng có thể bị kẻ khác giết chết. Phải chăng đó là giải thoát? Sau khi chết, họ có cơ hội gặp lại chăng? Từ ngày ra đời, vấn đề sống chết cứ vây lấy con người. Đó phải chăng là một hành trình tạm thời? Sự sinh tồn của con người không chỉ dừng lại ở chốn mộ phần. Vấn đề này chưa hề được giải đáp hoặc chứng minh. Đáp án của tôn giáo, thiên đường địa ngục, rất có thể là một ước mơ của con người. Ô Trác đi bên cạnh lên tiếng: Tôn cô gia, phía trước là Tú Việt Sơn. Hạng Thiếu Long bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, tiếp tục dong ngựa về phía trước. Lúc ấy họ vừa mới rời khỏi căn nhà, đến chân núi, chỉ thấy một con đường dốc chạy thẳng lên đỉnh. Phía trên là rừng cây cổ thụ, thấp thoáng trong đó là nhà to lầu cao, rất có khí thế, nhưng không thấy dấu vết của phục binh. Dưới chân núi có một tòa lầu để bia, trên có đề Quách Thị Sơn Trang, nhưng không có người canh gác. Hai người đến khu rừng thưa mà bọn Đằng Kinh đã đặt sẵn ám hiệu, nhảy xuống ngựa. Khắp nơi đều bao phủ tuyết trắng, cảnh tượng mê người, nhưng không có lợi gì cho việc ẩn nấp hoặc trốn chạy. Ô Trác đến một gốc cây tìm ám hiệu, đưa tay làm hiệu cho Hạng Thiếu Long bước sâu vào trang. Hạng Thiếu Long cột bao thanh phi hồng kiếm trên lưng, tay cầm mộc kiếm đuổi theo Ô Trác. Bỗng nhiên bốn phía bỗng có ánh lửa và bóng người bao vây họ lại. Keng! Ô Trác đưa tay rút thanh kiếm liền định, quát lớn một tiếng, xông thẳng về phía trước, phá vòng vây của địch, không cho kẻ địch có thời gian làm quen với địa hình và củng cố vòng vây. Hạng Thiếu Long còn đang đau đớn với cái chết của mỹ nữ và Nguyên Tông, trong lòng đầy nộ khí, rút thanh mộc kiếm ra, cầm trên tay phải, theo sau lưng y xông vào trong rừng. Đối phương không ngờ cả hai đều hung hãn đến thế.
hai tên Triệu Mặc hành giả phía trước mặt Ô Trác loạng choạng thối lui, một tên khác vung trường kiếm ra. Keng, kiếm đính giao nhau, lửa tung tóe trong bóng tối. Ô Trác thấy lực đối phương không bằng mình, bà thanh trường kiếm ra, khiến cho môn hộ của kẻ địch trống trơn. Khi y giả vờ xoay người để tấn công tên khác, tay trái cầm định kéo về, nhanh như chớp, đâm bổ vào chỗ trống ấy của đối phương. Kẻ ấy cũng chẳng vừa, kéo thanh kiếm về, chặn cây liên đánh lại. Nào ngờ quên rằng tay phải của Ô Trác vẫn còn một cây liên định nữa. Chỉ thấy lóe lên một cái, Ô Trác vặn eo đâm thẳng cây liên định từ trên xuống bụng đối phương. Hành giả ấy không ngờ cây liên định của Ô Trác sắc bén như vậy, kêu thảm một tiếng bật ngửa ra sau, máu tuôn nhuộm đỏ tuyết trắng, tắt thở tại trận. Ô Trác không thèm để ý, múa tít hai cây định, xông về phía một tên hành giả đang tấn công tới. Trận đấu cuối cùng đã mở màn. Những tên hành giả ấy, kẻ nào cũng võ công cao cường, không ngờ chỉ trong một chốc lát đã bị Ô Trác giết một tên, giận lắm, cùng nhau bao vây lại. Nhất thời tiếng quát vang trời. Phía sau lưng Ô Trác, Hạng Thiếu Long đã sử dụng thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp. Kẻ địch vung tay hoặc tung chân, gã đều nhìn thấy rõ ràng. Huống chi kiếm pháp của các nhà đều có chung nguồn gốc, khiến cho gã càng nắm vững thế công của kẻ địch hơn lòng bàn tay, thậm chí còn nhìn ra được những sơ hở trong đó nữa. Gã quát lớn một tiếng, tay trái vung thanh Phi Hồng kiếm ra, tay phải chém thanh Mộc kiếm, hai tay trái phải cứ thay phiên nhau xuất ra những đòn cường nhu khác nhau. Mắt gã như bốc lửa, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, giống như đã trở thành một người khác, khiến kẻ khác phải khiếp sợ uy thế. Trong lúc giao tranh, ba tên hành giả nữa lại bị thương, một tên bị hạ dưới định của Ô Trác, hai tên kia thì do Hạng Thiếu Long giải quyết. Một tiếng quát lớn bên phải Hạng Thiếu Long, một tên hành giả cao lớn, xem ra cũng có chút địa vị, tay cầm thiết côn từ trong gốc cây xông ra, vẹt mấy tên kia xông lên, chân phải đạp phía trước, chân trái phía sau, người nghiêng về phía trước, cây thiết côn sáng loáng dưới ánh lửa, đâm thẳng về phía trước ngực Hạng Thiếu Long, vừa chính xác vừa nhanh gọn. Hạng Thiếu Long thấy y khi di chuyển mà không hề sơ hở, biết đã gặp phải cao thủ nên không dám sơ hở. Thanh Phi Hồng kiếm bên tay trái sử ra chiêu lấy thổ làm công, một trong ba đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp. Thu kiếm vào trong, mũi kiếm hơi run, không biết sẽ đâm vào nơi nào của đối phương. Ứng phó hai tên hành giả xông vào phía bên trái, tay phải cầm thanh Mộc kiếm sử chiêu lấy công làm thổ, đâm ra như một con rắn, giao nhau với thiết côn của đối phương. Mặc Tử kiếm pháp lợi hại nhất là lấy ít để đánh số nhiều, tuy đồng thời ứng phó với hai bên nhưng không hề loạn. Lại thêm nữa, đây là loại kiếm pháp trọng cảm giác chứ không chỉ trọng những gì thấy được, cho nên dù có bịt hai mắt cũng có thể ứng chiến. Trong hoàn cảnh tối đen như mực này, chỉ cần vài ánh lửa chiếu sáng, Hạng Thiếu Long đã có lợi hơn. Tên hành giả cầm thiết côn ấy không ngờ Hạng Thiếu Long bỗng nhiên đưa ra chiêu kiếm tinh diệu như vậy, chỉ cảm giác như cuồng long xuất động. Khi đánh cây côn ra, chạm phải thanh Mộc kiếm của đối phương thì có cảm giác như đánh vào đại dương, lực của y tan biến không còn chút gì. Kẻ này thất kinh, rút côn lùi về sau theo bản năng, bỗng nhiên bụng đau nhói, thì ra đã bị dính một cước của Hạng Thiếu Long. Dù cho gã cố nhịn đau nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, bật ngửa ra sau, không ngồi dậy được. Cú đá ấy tuy không liên quan gì đến ba đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, nhưng đối với người ở thế kỷ 21 thì chẳng lạ gì. Hai tên hành giả khác tưởng Hạng Thiếu Long đã đổi sang thế thủ nên vung kiếm tới, nhưng nào ngờ chỉ trong chớp mắt, kẻ ấy bị chém một kiếm vào cổ tay, còn một tên thì trúng kiếm ngay đùi, kêu thảm lùi về sau, và phải người của phía mình đang xông lên nên đổ cảnh ra. Không ai ngờ kiếm pháp của Hạng Thiếu Long lại tinh diệu như vậy, rất khác biệt với phong cách Mặc Tử kiếm pháp. Ô Trác cũng không chịu kém, lao vào giữa hai bên địch, tay di chuyển xuống giữa hai thanh liên kích, áp dụng kiểu đánh áp sát. Tuy trên vai đã bị kẻ địch đâm một nhát, nhưng đồng thời cây kích trên tay của y cũng đâm vào ngực tên kia, còn một tên thì cây kích rút về, quật thẳng vào mang tai. Bỗng nhiên hai người tung mình nhảy ra xa mấy trượng, phía sau lưng có tiếng nỏ.
hai người đồng thời nhảy ra phía sau, mũi tên bắn vào khoảng không. Họ tuy đã giết nhiều tên của phía đối phương, nhưng trước tình hình kẻ địch đang kéo đến ngày một đông, rõ ràng rất bất lợi. Hàng Thiếu Long thấy tình thế bất lợi, đút thanh phi hồng kiếm vào bao, tay trái rút ra phi châm, liên tục phóng về phía trước. Điều này quả thật kẻ địch không ngờ tới, trong chốc lát đã có nhiều tên trúng châm ngã xuống đất. Thấy Hạng Thiếu Long mỗi khi vung tay thì có người chết hoặc bị thương như là có phép thuật, nên bọn chúng kéo nhau nấp sau thân cây. Hai người không chậm trễ, vội vàng chạy vào bóng tối, lẩn vào trong khu rừng. Bọn hành giả rấp rập đuổi theo sau. Khi chạy trong đêm tối, họ không thể thấy được ám hiệu do hai người đằng kinh để lại. May mà trong lúc ấy, phía trước vọng lại tiếng quạ đêm, hai người biết đó là kế của Kinh Tuấn, nên vui mừng chạy thẳng về phía đó. Cây rừng càng lúc càng rậm, tuyết rất dày, quả thật, cất bước cũng rất khó khăn, cũng không biết đã va phải bao nhiêu gốc cây. Phía trước có một ánh lửa rơi xuống như sao xa, thì ra đó là Kinh Tuấn nhảy từ trên cây xuống, nháy mắt với hai người. Chạy bên này! Hai người như gặp được cứu tinh, chạy vội theo y, trong chốc lát đã tới được con dốc. Đến một tảng đá lớn, phía trên đã thấp thoáng ánh đèn từ quách phủ hắt ra. Đằng Dực bỗng nhiên hiện ra trên tảng đá, một chân quỳ, tay cầm nỏ, chăm chú nhìn về phía ánh lửa và bọn người đang truy đuổi. Cả ba người đến sau lưng y. Ô Trác lấy làm lạ hỏi, huynh muốn làm gì? Đằng Dực không trả lời. Ô Hạng, hai người lấy làm lạ, trong rừng rậm lại không thấy rõ kẻ địch, dùng loại vũ khí như cung nỏ thì có ích gì? Bỗng nhiên phía dưới có tiếng kêu thảm vang lên. Kinh Tuấn nhảy dựng lên. Rơi rồi! Cả hai người đều là những thợ săn giỏi, nên đều là những cao thủ trong nghề đặt bẫy. Vút một cái, một mũi tên rời nỏ Đằng Dực bay thẳng vào rừng. Một tiếng giống vang lên. Kinh Tuấn nói với vẻ khâm phục. Dạ lâm tiễn của đằng đại ca nổi tiếng vùng biên giới Hàn, ngay cả một con thỏ cũng không thoát được. Khi nói, Đằng Dực bắn tiếp ra ba mũi tên. Khi ba mũi tên bay ra, thì có tiếng người rú lên vọng lại. Lúc bấy giờ, Ô Hạng mới phát giác phía dưới không có ánh lửa nữa, thì ra ngọn lửa đã bị Đằng Dực bắn rơi xuống tuyết tắt ngấm. Đằng Dực cứ tiếp tục bắn từng mũi tên ra, mỗi mũi tên bắn ra thì trúng một người. Bọn Ô Hạng thấy thế phục sát đất, bụng nghĩ thầm, may mà y chẳng phải kẻ địch, nếu không chết rồi mà chẳng hay chuyện gì cả. Đằng Dực hạ cung xuống, bình thản nói, chẳng còn kẻ nào dám xông lên nữa, chúng tôi đã sớm lắp đặt dây treo, mở ra một con đường, chỉ cần đu dây mà lên thì có thể kịp thời đến quách phủ Phó Yến. Kinh Tuấn nhảy cưỡng lên. Hạng Thiếu Long không ngờ có thể dễ dàng phá vòng vây của Triệu Mặc như vậy, có thể thấy chiến lược là một chuyện rất hệ trọng. Lại nghĩ, có thể thử uy lực của ba đại sát chiêu với Nghiêm Bình, bất giác hào tình xông lên vạn trượng, hạ giọng nói. Chúng ta đi. Sơn trang của Quách gia nằm trên ngọn đồi được dựng theo thế núi. Tuy không có cái khí thế nghiêm mật của Ô gia, nhưng cảnh vật ở đây đẹp hơn Ô gia. Trước sơn trang là hai hang bách cổ thụ, cửa lớn đèn đuốc sáng trưng, hai bên tường trái phải đều có treo phong đăng, sáng như ban ngày. Hạng Thiếu Long báo danh tính cho bọn giữ cửa, lập tức có một trung niên tự xưng là quản gia, tên Cao Bạch, đến đón vào. Họ đi băng qua một con đường đá, hai bên đều là viên lâm, đi ngang qua một tòa phủ đệ nguy nga thẳng về phía trước, chỉ cần nhìn toàn phủ đệ cũng đủ thấy. Quách Tùng giàu có như một vương hầu, trong khu vườn lại có hai cái đình, đều được xây trong một hồ nước hình chữ nhật, trên có lợp ngói hồng, phía dưới được lát bằng đá trắng, lan can chạm trổ rất tinh xảo. Trước tiên, chưa nói về các kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước trong mà chỉ nói hai cây đình này thôi thì có thể thấy sự dụng công của người thực hiện. Sự bố trí các loại cây cối trong vườn rất hữu ý, các loại cây lâu năm đóng vai trò chủ đạo, lại phối hợp thêm các loại cây lá rụng và các loại hoa bốn mùa đều nở, tạo nên một khung cảnh đầy màu xanh. Giờ đây tuy khắp vườn đều phủ tuyết, hoa tuyết bay đầy trời, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ đến cảnh tượng lúc xuân hạ. Trong vườn chốc chốc người ta lại thấy những tảng đá kỳ lạ,
càng khiến cho khu vườn tăng thêm vẻ u nhã. Căn nhà chính nổi bật trong viên lâm, trông rất khí thế, chẳng kém hoàng cung là bao nhiêu. Căn nhà này được dựng theo kiểu từ bắc hướng về nam, phía trước rộng 9 gian, đi sâu vào 4 gian, tạo nên một hình chữ nhật. Phía dưới được lát bằng các loại đá trắng, trước nhà còn có một con suối nhỏ, trên có hai cây cầu đá. Lan can cầu làm bằng đá bạch ngọc, hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta không thể nào tin được. Kinh Tuấn là người sống ở vùng rừng núi, nên thấy cảnh này miệng há hốc, ghé tai Hạng Thiếu Long nói nhỏ. Căn nhà lớn như thế này, làm sao ngủ ngon được? Hạng Thiếu Long thấy tên quản gia Cao Bạch đang dẫn đường phía trước, nên không nghe được đối đáp của họ, trả lời. Ôm mỹ nhân mà sợ không ngủ được hay sao? Kinh Tuấn lập tức mặt mày hớn hở, rõ ràng là đang nghĩ đến chương trình đêm nay khi quay về ô phủ. Hạng Thiếu Long nghĩ về hoàng cung, không khỏi nhớ đến Triệu Ni, giờ đây đã thịt nát xương tan, nhớ lại cảnh đã cùng nàng gặp gỡ ở viên lâm, lòng đau đớn, hận không đâm mình hai đao để giảm nỗi đau khổ ấy. Lát nữa đây, lại phải cùng Triệu Mục cười nói hỉ hả, bản thân làm sao có thể chịu đựng nổi. Đang Dực thấy mặt mũi gã bỗng trắng bệch, hiểu được tâm sự của gã, nên đưa tay nắm vai gã trầm giọng nói. Lấy đại sự làm trọng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm giác hiểu nhau. Hạng Thiếu Long cố nén cơn đau của mình xuống, cố quên đi mọi thứ, bước lên cây cầu đá. Trong phủ đã bày 16 chiếu, chia làm hai bên trái phải. Khi bọn bốn người Hạng Thiếu Long bước vào, khách khứa hầu như đã đến đủ. Quách Tùng ân cần đón khách, giới thiệu gã cho mọi người. Triệu Mục đêm nay dẫn theo một đám gia tướng để thị uy, chỉ thấy dáng vẻ to lớn của bọn chúng thì cũng biết đây là những kiếm thủ lợi hại. Cả bọn 12 tên chiếm 4 chiếu tiệc. Nghiêm Bình mặc áo gai, ngồi một mình, chân mang một đôi giày cỏ. Lần này y phá lệ, có sự tiêu thoát và kiêu ngạo độc lai độc vãng. Nếu không phải vì mối thù của Nguyên Tông đã khiến cho cả hai không thể vượt qua trở ngại, nói không chừng Hạng Thiếu Long đã đến giao lưu cùng y. Giờ đây chỉ còn cách dùng biện pháp võ lực, một biện pháp thường thấy nhất trong thời này để giải quyết. Đây là lần đầu tiên gặp được Triệu Bá, quán chủ của Triệu Thị Võ Sĩ Hành Quán. Nghe cái tên thì tưởng rằng y là một đại hán cao to, kỳ thực y còn thấp hơn người bình thường một chút, nhưng người to bè, vai to ngực rộng, khiến cho người ta có cảm giác đó là một tảng thịt hình tam giác. Cổ y trông rất lớn, khiến cho người ta nghĩ rằng dù có bóp cổ y thì cũng đừng hòng làm y tắt thở. Da mặt đen kịt, xương trán gồ lên, khuôn mặt của y hình vuông như một lưỡi cuốc. Đôi mắt mở to đầy thần thái, người như có một sức mạnh vô tận, khi bước đi rất có uy thế và khí độ, ngay cả Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đây gã còn nằm trong đội đặc chủng, đánh nhau là chuyện cơm bữa, nên rất giỏi quan sát đối thủ. Nhìn thấy Triệu Bá này thì lập tức liệt đối phương vào hạng những kẻ khó đối phó nhất. Có 4 tên đệ tử đi theo y, đương nhiên đều là những kiếm thủ thuộc hạng nhất lưu. Nhưng gây chú ý nhất lại là một cô nương trẻ tuổi tên gọi Triệu Chi. Xem ra nàng chẳng có vẻ đẹp hấp dẫn người khác, nhưng khuôn mặt của nàng mang một vẻ buồn khó tả, cùng với đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt thon dài, đôi môi gợi cảm, rất có mê lực của nữ tính. Đặc biệt là dáng người cao rong ròng của nàng. Nàng cao hơn Triệu Bá đến một cái đầu, chỉ thấp hơn Hạng Thiếu Long khoảng 3 thốn. Một cô nương cao như thế, bởi vì vận động nhiều nên mới có thân hình đạt chuẩn đến thế, khiến cho người ta có cảm giác nàng là một cánh hạc giữa bầy gà. Bọn Triệu Bá và Triệu Chi rất lạnh nhạt với Hạng Thiếu Long. Khi giới thiệu chỉ gật đầu, rõ ràng không thể giấu được sự thù địch. Khi Kinh Tuấn nhìn Triệu Chi với vẻ dò xét, nàng càng tỏ vẻ không vui hơn, đôi mắt ánh lên sát cơ, khiến cho Kinh Tuấn không dám nhìn nàng nữa. Ngoài ra còn có 2 tên tay sai của Triệu Mặc. Đại phu Quách Khai ra dáng tiên phong đạo cốt, để râu năm chòm, chỉ là đôi mắt láo liên, chính là điều mà Nhã phu nhân nói. Trong bụng chứa toàn những điều xấu xa. Trong đám đông này, y tỏ vẻ thân mật với bọn Hạng Thiếu Long nhất,
Điều gây ấn tượng nhất cho người ta là giọng nói mềm mỏng mà the thé của y. Tướng quân Nhạc Thừa và Quách Khai đều khoảng ngoài 30 tuổi. Họ Nhạc đôi mắt lim dim, giống như có thần mà lại không có thần, khiến cho người ta có cảm giác y là một kẻ chìm đắm trong tiểu sắc. Thân hình cao ốm, tay chân linh hoạt, người mặc tướng phục, trông rất có uy thế. Hai người này đều có mấy tên gia tướng đi theo, chiếm hết 4 chiếu. Tiếp theo là hai đứa con của Quách Tùng là Quách Cầu và Quách Đình, đều là hạng tầm thường. Ngược lại, trong số hơn 10 tên gia tướng, có một nhân vật có tài tên Thương Kỳ. Dù phong độ hay khí chất đều khiến cho người ta biết được, người này lắm trí nhiều mưu, hiểu biết phong phú, không thể coi thường. Sau khi giới thiệu, Quách Tùng mời mọi người ngồi xuống. Đầu tiên mời hạng Thiếu Long ngồi ở chiếu thứ nhất hàng bên phải. Hạng Thiếu Long từ chối không được, đành ngồi vào chiếu khách chính. Chiếu gia chủ đối diện là Quách Tùng. Tiếp theo là bọn Triệu Mục, Triệu Bá và Quách Khai. Dưới hạng Thiếu Long là Nghiêm Bình, kẻ lúc nào mặt cũng lầm lì. Tiếp theo là Nhạc Thừa, hai con của Quách Tùng thì ngồi ở chiếu cuối. Sự thực cho đến lúc này, hạng Thiếu Long không hiểu tại sao Quách Tùng lại thiết yến mừng công cho mình. Giả sử lúc này mình bị kẻ khác làm bị thương, mặt mũi Quách Tùng càng khó coi hơn. Sau 3 tuần rượu, Quách Tùng vui vẻ nói: "Một đời lão phu đều làm bạn với lò luyện sắt, giờ đây tuổi tác đã lớn, chuyện nặng nề giao lại cho con cái. Khi rảnh rỗi thì dạo bước nơi non cùng nước tận, đi tìm quặng sắt, nghiên cứu về các loại binh khí, đối với lão phu mà nói, không có gì quý hơn Lỗ Công Bí Lục." Thiếu Long lần này giành được bảo vật đem về, người khác có lẽ không biết công của Thiếu Long lớn bao nhiêu, nhưng lão phu là rõ nhất. Nào, hãy cạn chén cho sự trùng hưng của Đại Triệu chúng ta. Mọi người đều nâng chén, chỉ có Nghiêm Bình vẫn không đụng tới chén rượu trên bàn. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, Quách Tùng nói như thế, rõ ràng ý muốn chỉ sự hưng suy của nước Triệu do gã nắm giữ. Trong cái thời đại tranh quyền đoạt lợi này, tất cả sẽ gây đố kỵ cho kẻ khác. Quả nhiên Triệu Mục và Nhạc Thừa trên mặt đều hiện vẻ không vui. Mắt Triệu Bá lóe lên tia hung quang, chỉ có Quách Khai thì vẫn giữ nụ cười. Nghiêm Bình vẫn giữ cái vẻ không hề tức giận, nửa sống nửa chết ấy. Hạng Thiếu Long âm thầm để ý đến Triệu Chi. Nàng mỗi lần nâng chén đều cạn sạch, không để lại giọt nào như kẻ khác. Ô Trác dỉ tai Hạng Thiếu Long nói, Quách Tùng muốn hại Tôn Cô Gia. Hạng Thiếu Long gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đáp tạ. Quách tiên sinh quá khen, mặt tướng chỉ tận lực làm việc theo căn dặn của Đại Vương và Hầu Gia, cho nên tất cả mọi chuyện đều do Đại Vương và Hầu Gia chỉ thị, mà tướng chỉ có chút may mắn, không phụ lòng Đại Vương. Mặt tướng thấy chén này phải nên kính Hầu Gia mới phải. Mọi người vội vàng nâng chén cùng Triệu Mục. Bọn Hạng Thiếu Long vừa uống rượu mà vừa rủa thầm tên Triệu Mục gian ác. Triệu Chi không ngờ Hạng Thiếu Long trả lời lưu loát như vậy, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn kỹ Hạng Thiếu Long. Sắc mặt Triệu Mục dễ coi hơn một chút, cười ha hả, vui vẻ uống rượu, tỏ vẻ giống như mọi công lao đều do y mà có. Nhưng ai cũng biết bụng dạ của y, tuyệt sẽ không bị những lời nói lúc nãy của Hạng Thiếu Long mà động lòng, vẻ mặt hớn hở này chỉ là giả vờ mà thôi. Quách Tùng phất tay cho tên quản gia Cao Bạch ở phía sau. Cao Bạch lập tức truyền lệnh, tức khắc có mấy chục nữ tỳ ăn mặc như bướm, bê thức ăn bày ra chiếu, ân cần rót rượu cho khách. Hạng Thiếu Long đặc biệt chú ý đến Nghiêm Bình, chỉ thấy trên bàn tay của y chỉ có rau và cơm trắng. Rõ ràng Quách Tùng đặc biệt chiếu cố đến nhu cầu của y. Yến tiệc ở phủ lão phu trước giờ luôn có ca vũ, nhưng hôm nay cự tử nẻ mặt đến dự yến nên tiết mục có chút thay đổi. Quách Tùng cười lớn nói rồi vỗ tay đánh bốp một tiếng. Bỗng nhiên hơn 10 nữ tử bước ra từ hai bên cánh cửa, sau mấy cú nhào lộn đã đứng trước giữa sảnh đường, bắt đầu biểu diễn những trò tạp kỹ vừa nguy hiểm vừa tuyệt vời. Khi hai nàng phi thân trên vai hai nàng khác rồi đổi vị trí cho nhau, mọi người trừ Nghiêm Bình đều vỗ tay khen hay. Kinh Tuấn hạ giọng nói với vẻ tự phụ, xem thân thủ của ta
sẽ càng vỗ tay thêm nữa. Hàn Thiếu Long chẳng thèm để ý, Kinh Tuấn vẫn còn tính trẻ con nên trong lòng đầy hiếu thắng. Sau khi biểu diễn một vài trò nữa thì rút lui. Quách Tùng cười nói, người phải khen ngợi chính là Chi Cô Nương, những nô tỳ này của Lão Phu đều do nàng huấn luyện. Mọi người nghe xong vội vàng quay sang Triệu Chi khen ngợi, trong đó Kinh Tuấn to mồm nhất, khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Triệu Chi yểu điệu đứng dậy, lạnh nhạt trả lễ, tựa như không hề để ý đến những lời khen ngợi, khiến cho người ta có cảm giác định lực của nàng rất cao. Quách Tùng đột nhiên ho khan hai tiếng, nghiêm mặt quay sang nói với Hạng Thiếu Long. Lão Phu nghe nói Thiếu Long và Cự Tử có chút hiểu lầm, hay là để Lão Phu làm kẻ hòa giải để giải quyết chuyện này? Hạng Thiếu Long trong lòng bực lắm. Quách Tùng hầu như chẳng hề tốt lành gì với gã, thậm chí lại còn quạt gió vào lửa, đâm bên này, thọc bên kia. Nguyên nhân là vì mối quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Ô Gia. Mấy câu này khiến gã rất khó chịu, dù cho lập tức giao ra Cự Tử lệnh cũng đã đắc tội với Triệu Mục. Bởi vì gã đã giấu chuyện mình đang giữ Cự Tử lệnh với y, nhưng nếu gã không để cho Quách Tùng làm người hòa giải, Quách Tùng cũng sẽ mượn cớ này để đối phó với gã. May mà Nghiêm Bình lạnh lùng nói, đã quá muộn rồi, giờ đây chuyện của Bổn Tử và Hạng Binh Vệ chỉ có thể giải quyết theo cách của Mặc Môn mà thôi. Mọi người không cần hỏi cũng biết, ngoài vũ lực chẳng còn cách nào khác. Chuyện Triệu Mặc hành giả phục kích Hạng Thiếu Long, những kẻ có quyền lực ở Hàm Đan này làm sao không biết, lại biết rõ bên phía Nghiêm Bình bị thiệt hại nặng, kết thành mối thù sâu không thể gỡ được. Triệu Mục ung dung nói, một người là khách khanh được đại vương coi trọng nhất, một người là ngự tiền kiếm sĩ đại vương sủng ái nhất, không ai muốn bất cứ bên nào có tổn thương. Hay là ngày mai bổn hầu bẩm báo đại vương để ngài định đoạt được chăng? Quách Khai và Nhạc Thừa cười thầm trong bụng. Địa vị của Nghiêm Bình ở Triệu Quốc rất cao, gần đây lại thành công đột nhập vào tẩm cung nước Yên để hành sự, được đại vương rất coi trọng. Đưa chuyện này đến trước mặt của y thì không cần nói cũng biết kẻ thua thiệt là Hạng Thiếu Long. Ý nghĩ của hai người này, một lão hổ ly như Quách Tùng sao không biết được. Y và Ô Thị Lô bất hòa đã không phải là chuyện một sớm một chiều, còn mối quan hệ giữa Ô Ứng Nguyên và Lã Bất Vi cũng chính do y tiết lộ với Triệu Vương. Giờ đây, Ô Gia lại có một tôn cô gia lợi hại như thế này, thì dù thế nào cũng phải diệt người này ngay. Lúc đầu y vẫn còn chưa hiểu ý Triệu Mục nên đưa ra lời để dò xét. Nhưng giờ đây, Hiếu Thành Vương rất coi trọng Hạng Thiếu Long, lại có Ô Thị Lô ở sau chống lưng. Bọn chúng không dám công nhiên chĩa mũi dùi vào một kiếm thủ trẻ tuổi mới thành danh từ một tên vô danh tiểu tốt. Triệu Mục trước tiên đưa ra chuyện phải kiểm tra trinh tiết của Triệu Thiên. Nào ngờ Tinh Vương Hậu lại có lòng khác nên giấu nhẹm chuyện này đi. Vì thế y đã cho Nghiêm Bình biết trên người Nguyên Tông không có Cự Tử lệnh, khiến cho mối mâu thuẫn giữa hai người càng thêm sâu sắc. Lại thêm Quách Tùng mượn cớ mừng công để tạo cơ hội cho Nghiêm Bình giết gã. Một kế liên hoàn độc địa như thế này quả thật lợi hại. Triệu Mục vừa nói, Nghiêm Bình trước tiên đã phản đối. Ý tốt của hầu gia, Nghiêm Bình xin lãnh nhận. Cự Tử lệnh là chí bảo của bổn môn, không thể lọt vào tay người ngoài được. Chuyện này phải lập tức được giải quyết ngay. Mọi người đều mừng thầm, biết Nghiêm Bình sẽ khiêu chiến với Hạng Thiếu Long. Triệu Bá cười lớn, nói, trận đấu trong cung giữa Hạng Binh Vệ và Liên Tấn đã chấn động cả nước Triệu. Đáng tiếc, lúc ấy Triệu Mỗ không có mặt ở Hàm Đan, không thể tận mắt chứng kiến. Đến nay trong lòng vẫn còn ôm nỗi tiếc nuối. Giờ đây Triệu Mỗ có thể thấy được kiếm thuật tuyệt thế của Hạng Binh Vệ. Đây là một cuộc biểu diễn, mong Hạng Binh Vệ chỉ bảo thêm cho. Bọn Ô Trác đều nhíu mày, trên đời lại có chuyện không công bình như thế. Sao lại có kiểu xa luân chiến như vậy? Mà lại còn để cho Nghiêm Bình tìm hiểu kiếm lộ của Hạng Thiếu Long. Như thế kẻ đánh sau chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bất ngờ Triệu Chi đứng dậy, ôm kiếm đến trước Hạng Thiếu Long, nhoẻn miệng cười, mong binh vệ chỉ điểm. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, ta với nàng có thù hận gì chăng, sao lại khiêu chiến với ta? Định từ chối, Đằng Dực lúc này nháy mắt với Kinh Tuấn, y cũng đang muốn ra thử,
Thế là Kinh Tuấn vui mừng đứng dậy, dậm chân một cái, lộn người bay qua đầu Triệu Chi, đứng sau lưng nàng, cười hì hì nói: "Có những chuyện sư phụ phải đối với sư phụ, đồ đệ đối với đồ đệ, hãy để tiểu tử thân mật với Chi cô nương một phen." Bọn hạng Thiếu Long thấy tên tiểu tử này trở thành đồ đệ của Thiếu Long, miệng lưỡi lại bố bã, lời nói khiêu khích, đều cảm thấy tức cười. Người khác nhìn thấy thân thủ Kinh Tuấn linh hoạt như vậy, trong bụng đều sợ hãi, thầm nghĩ Triệu Chi lần này gặp phải đối thủ, bởi vì Triệu Chi cũng là người nổi tiếng ở Hàm Đan về khoản khéo léo lanh lợi. Triệu Bá trước nay vẫn cao ngạo, tự phụ, nghĩ thầm hạng Thiếu Long không có tư cách ngồi bằng vai phải lứa với mình. Trong bụng giận lắm, lạnh lùng quát: "Hãy lĩnh giáo tuyệt nghệ của vị tiểu huynh đệ này đi." Triệu Chi biết sư phụ ngầm bảo nàng mạnh tay, lại thêm nàng ghét nhất bị đàn ông trêu ghẹo, dạ lớn một tiếng, rồi xoay người rút kiếm ra, đâm thẳng vào tim Kinh Tuấn. Tư thế vừa đẹp, thủ pháp lại nhanh, quả thật là một kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu. Mọi người thấy nàng ra tay bất ngờ, đều cho rằng Kinh Tuấn không đề phòng nên khó thoát. Ngay cả hạng Thiếu Long và Ô Trác đều lặng người, sợ gã có chuyện. Chỉ có Đằng Dực là vẫn ngồi thản nhiên như không, giống như dù cho trời sập đất nẻ, gã vẫn không đổi sắc mặt. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 47, công khai quyết chiến. Kinh Tuấn không ngờ đối phương không thèm chào hỏi, lập tức ra tay, nhưng y vốn lớn lên ở vùng rừng núi, lại cùng đánh bạn với lũ mãnh thú, tình huống nguy hiểm hơn cũng gặp không ít lần, cười ha hả, giả vờ xoay người sang trái. Khi trường kiếm vừa sắp chạm đến thì rẽ người sang phải, lẩn ra phía sau Triệu Chi nhanh như một bóng ma. Triệu Mục và Quách Tùng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh dị trong lòng đối phương. Hạng Thiếu Long có kẻ này giúp đỡ, quả thật như hổ thêm cánh. Xem ra Ô Trác và Đằng Dực cũng chẳng phải hạng tầm thường, bất đồ bọn họ phải tính toán lại thế lực của hạng Thiếu Long. Triệu Chi không hề sợ hãi, kiếm ấy chỉ thăm dò phản ứng của Kinh Tuấn. Lúc này đã biết đối phương có thân thủ linh hoạt, quát lớn một tiếng, hai chân dậm đất bay lên lộn một vòng trên không, kiếm hoa trong tay múa tít từ trên không rung điểm xuống Kinh Tuấn. Bọn Triệu Bá lập tức reo lớn. Hạng Thiếu Long thấy kiếm pháp của Triệu Chi vừa đẹp vừa nghiêm mật, chẳng phải chỉ là hoa hòe khéo léo, lòng ngạc nhiên lắm, từ đó suy ra cũng biết kiếm pháp của Triệu Bá lợi hại như thế nào. Đồng thời nhớ lại ngày ấy, Liên Tấn tự xưng vô địch Hàm Đan, những kẻ có thân phận như Triệu Mục, Nghiêm Bình đương nhiên sẽ không thèm động thủ với Liên Tấn. Nhưng Triệu Bá tại sao lại để cho Liên Tấn hoành hành như thế? Lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, tựa như đã tìm được lý do, nhưng không thể miêu tả một cách rõ ràng cụ thể ra được. Cảm giác kỳ diệu ấy khiến cho hạng Thiếu Long rất khó chịu. Lúc ra sàn, Kinh Tuấn bên hông chỉ dắt theo một cây chùy thủ, cuối cùng cũng được đưa ra binh khí của mình. Chỉ thấy y cho tay vào trong người, móc ra một vật đen kịt. Trước tiên phóng vật ấy về phía Triệu Chi, sau đó kéo trở lại. Keng một tiếng, trúng ngay thanh trường kiếm của Triệu Chi. Kiếm hoa của Triệu Chi tán loạn, người cũng rơi xuống đất. Vật ấy của Kinh Tuấn lại bay lên đầu, xoay tít trên không theo động tác của tay phải. Thì ra đó là một thanh phi đả đao hình bán nguyệt màu bạc. Hai sống đao đều bén vô cùng, hai mũi cũng rất nhọn. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy loại binh khí độc môn của y, thầm nghĩ nếu dùng thứ này để đánh mãnh thú thì không phí nhiều sức. Kinh Tuấn cười hì hì nhìn Triệu Chi đang lúng túng, không biết ứng phó với vũ khí của y như thế nào, mắt nhìn hao háo vào nàng. Triệu Bá quát: "Loại binh khí bảng môn tà đạo sao ngươi dám dùng ở đây?" Một chàng cười từ ngoài cửa vang lên, chỉ nghe thấy người ấy nói: "Lời này của Triệu quán chủ sai rồi, trong thiên hạ chỉ có loại vũ khí giết người hoặc giết không nổi người mà thôi, chẳng có loại nào gọi là bàng môn tà đạo cả." Mọi người ngạc nhiên nhìn ra
thì chỉ thấy đại tướng Lý Mục và 10 danh tướng bước vào, phía sau có mấy tên phủ vệ của Quách gia đuổi theo, rõ ràng là muốn đi thông báo mà cũng không kịp. Hạng Thiếu Long nhân cơ hội ấy gọi Kinh Tuấn quay về chỗ ngồi. Triệu Chi trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, hậm hực quay về chỗ ngồi. Lão hồ ly Quách Tùng cười khà khà bước ra đón khách, mặt tươi cười nói: "Đại tướng quân quay về lúc nào, lão phu không biết được, nếu không đêm nay làm sao có thể bỏ quên ngài được." Lý Mục đưa ánh mắt đầy uy lực, nhìn qua một lượt những người đứng dậy đón chào. Khi ánh mắt của y đến Triệu Mục, trong đó ánh lên tia sát cơ rồi nhanh chóng thu về, lạnh lùng cười: "Quách tiên sinh không trách bổn tướng không mời mà đến là tốt lắm rồi." Rồi đưa mắt nhìn Triệu Bá, vốn đang lúng túng, nói: "Quán chủ phụ trách bồi dưỡng nhân tài cho đại triệu chúng ta mà vẫn chưa biết quy tắc. Bổn tướng lâu nay đánh nhau với Hùng Nô, chỉ quen thấy cái đảo thiên biến vạn hóa trên chiến trường. Mục đích duy nhất khi hai quân đối địch chính là đánh bại đối phương, cần gì phải để ý đến việc dùng loại vũ khí nào." Triệu Bá giận đến tím mặt, nhưng không trả lời được. Lý Mục quay sang Hạng Thiếu Long, lời nói lập tức ôn hòa: "Thiếu Long lập được đại công, hôm nay ta muốn kính ngươi 3 chén, đem rượu lại cho ta." Ở Triệu Quốc này, ngoài danh tướng Liêm Pha, người có thể uy hiếp được toàn trường, ngay cả một kẻ bá đạo như Triệu Mục cũng không dám lên tiếng, chính là Lý Mục. Nhạc Thừa và Quách Khai im thin thít không dám trả lời. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, không ngờ nhân vật đại diện cho quân đội nước Triệu này lại công nhiên tỏ ra ủng hộ mình. Chỉ có Nghiêm Bình là vẫn ngồi im, không thèm để ý đến Lý Mục. Lý Mục cũng không chấp y. Cạn xong với Hạng Thiếu Long 3 chén thì ngồi vào chiếu của Hạng Thiếu Long. Bọn 3 người Ô Trác vội vàng rời chỗ đến ngồi cùng với tùy tùng của Lý Mục. Mọi người về chỗ xong, Triệu Mục ho khan nói: "Đại tướng quân dãi dầu sương gió, không biết chuyện biên phòng như thế nào?" Lý Mục lạnh lùng nói: "Đây là lần đầu tiên Cựu Lộc Hầu hỏi đến chuyện Hung Nô. Bổn tướng lần này về Hàm Đan chính là chuyện của Ni Phu Nhân. Ta đã hỏi ý kiến của Liêm Tướng Quốc, cả hai đều cho rằng cái chết của ả, nếu nói là tự sát thì còn nhiều nghi vấn lắm, nên quyết định khởi tấu lên đại vương, mong ngài điều tra chuyện này. Hầu gia là người xử lý chuyện này, nếu biết Lý Mục có lời nào sai sót, xin được thỉnh giáo hầu gia." Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra. Nhớ lại Triệu Nhã đã từng nói, Triệu Ni là tức phụ của danh tướng Triệu Gia, người đã từng đại phá quân Tần. Thêm nữa, nàng vốn là người thủ tiết, rất được lòng người khác, lại được phía quân đội ủng hộ, cho nên Triệu Mục cũng không dám động đến nàng. Giờ đây Triệu Mục cả gan hãm hại nàng, cuộc đấu tranh giữa y và đám tướng lĩnh của Triệu Gia sẽ càng quyết liệt hơn, trở thành một cuộc giao phong chính diện. Cho nên Lý Mục giờ đây không hề khách khí, tỏ rõ muốn đối phó Triệu Mục. Sắc mặt Triệu Mục lập tức trở nên rất khó coi, nhưng trước mặt Lý Mục thì không dám phát tác. Quách Khai cất giọng thè thé nói: "Ni phu nhân vì tưởng nhớ đến vong phu nên tự tận mà chết, đây là chuyện vô cùng xác thực. Đại vương hiểu rõ chuyện này nhất, đại tướng quân không để tinh thần ở biên phòng, cần gì phải ôm rơm cho dặm bụng như vậy." Hạng Thiếu Long không ngờ một con người khôn khéo như Quách Khai mà dám đối đầu với Lý Mục. Có thể thấy cuộc đấu tranh giữa quân đội và bè đảng Triệu Mục đã đến lúc căng thẳng, hai bên không còn kiềng mặt đối phương nữa. Lý Mục không hổ danh là một quân nhân, ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Chúng ta chỉ sợ đại vương bị tiểu nhân che mắt, không thể giải quyết được chuyện này. Cái đảo tranh thắng trước tiên phải sửa chữa ở trong, sau đó bài trừ phía ngoài. Nếu nói đây chỉ là ôm rơm nặng bụng, quả thật đáng tức cười vô cùng." Quách Tùng trước giờ vẫn không dự vào bất cứ cuộc đấu tranh của bè phái nào, còn các phái đều muốn lôi kéo y, khiến y có thể yên ổn. Lần này thấy mùi thuốc nổ càng lúc càng nồng, thế đối đầu đã thành lập, nên chen vào một câu: "Đêm nay không bàn quốc sự, chỉ nói chuyện gió trăng, lão phu đã sắp xếp một màn mỹ nhân múa kiếm tuyệt luân, mời các vị quý khách thưởng thức." Chưa kịp ra hiệu, Nghiêm Bình đã trầm giọng quát: "Hãy khoan!" Rồi hầm hầm đứng dậy, rút thanh cự tử kiếm chỉ ngắn bằng một nửa thanh trường kiếm bình thường sau lưng ra, lạnh lùng nói với Hạng Thiếu Long: "Hạng binh vệ, đêm nay ngươi không chết thì ta chết,
để bổn tử xem tên phản đồ Nguyên Tông truyền cho ngươi tuyệt kỹ gì. Vì Nghiêm Bình có thân phận đặc biệt, nên Lý Mục cũng không tìm được cớ để xen vào. Hạng Thiếu Long biết trận đấu này không thể nào tránh được, nghĩ bụng trận đấu này cứ xem như là mâm cỗ cho linh hồn Nguyên Tông trên trời. Nếu không phải lấy đông để hiếp yếu, Nghiêm Bình đừng hòng làm tổn thương đến nửa cọng lông của Nguyên Tông. Hạng Thiếu Long thoát đứng dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Bình, nói: "Ai là phản đồ, cự tử ngài có thấy Mặc Định lão nhân ra thì hãy nói." Nghiêm Bình giận dữ hừ một tiếng, trong lòng rõ ràng rất phẫn nộ, bước ra giữa sảnh, mở môn hộ. Trong sảnh im phăng phắc, mọi người đều biết kiếm pháp của Nghiêm Bình sâu không thể tả. Đương nhiên có người mừng thầm, nhưng cũng có người lo lắng cho Hạng Thiếu Long. Triệu Mục cười thầm, nếu giết Nghiêm Bình, dù Triệu Hiếu Thành Vương biết Hạng Thiếu Long là bất đắc dĩ thì tất nhiên cũng sẽ không vui. Nếu Nghiêm Bình giết được Hạng Thiếu Long, trừ đi cái gai trong mắt thì càng lợi hơn cho y. Cho nên dù kết quả thế nào, đối với y cũng là trăm lợi mà vô hại. Hạng Thiếu Long rời chiếu, không ai ngờ được, gã bước về phía Triệu Mục, hai mắt lạnh lùng, nhìn thẳng về Triệu Mục. Triệu Mục và bọn thủ hạ đều cảnh giác, có người tay còn đặt lên đốc kiếm. Hạng Thiếu Long đến phía trước chiếu Triệu Mục, đứng lại, tháo thanh phi hồng kiếm bên hông ra, lạnh nhạt nói: "Kiếm này xin trả cho hầu gia, nó đã được uống máu Ngao Ngụy Mâu, không hề phụ hậu ý tặng kiếm của hầu gia." Nói rồi nhìn y, sau đó bước về phía Nghiêm Bình. Ngao Ngụy Mâu tuy vì gã mà chết, nhưng người thật sự hạ Ngao Ngụy Mâu là Đằng Dực. Hạng Thiếu Long nói như vậy là cố ý trêu tức Triệu Mục, đồng thời cũng cho y biết rằng mình đã nhìn thấu âm mưu của y. Hành động trả kiếm này cũng biểu thị phân chia giới tuyến với y, công khai đối kháng. Từ lúc này gã không còn xem Triệu Hiếu Thành Vương ra gì, chứ đừng nói đến Triệu Mục. Cũng chỉ có công khai quyết liệt như thế này, gã mới được Liêm Pha và Lý Mục hết sức ủng hộ. Triệu Mục quả nhiên giận đến đỏ mặt, trông rất khó coi. Những kẻ khác lần đầu tiên biết được Ngao Ngụy Mâu đã bị giết nên đều cảm thấy ngạc nhiên, rì rầm bàn tán. Cả Lý Mục và Nghiêm Bình cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không cần phải diễn trò với tên đại thủ nhân Triệu Mục nữa, Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái, nhìn thẳng vào Nghiêm Bình, tay rút thanh mộc kiếm, sát khí dâng lên trong lòng, đồng thời quên hết tất cả mọi thứ, ngay cả Nguyên Tông cũng quên hẳn đi. Trong lòng gã lúc này, trên đời chỉ còn lại thanh mộc kiếm của mình và thanh cự tử kiếm của đối phương. Nghiêm Bình đứng vững như núi, không hề có kẽ hở, nhưng Hạng Thiếu Long hoàn toàn hiểu rõ tất cả các ý đồ của kẻ địch, tất cả hiển hiện rõ ràng trong lòng gã. Đó là tâm pháp giữ lòng trong sáng như ngọc trong tam đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp, dựa vào phải hít thở đặc biệt, tâm trí chuyên nhất. Sự phân chia ranh giới với Triệu Mục khiến gã giống như một cao tăng đắc đạo, lập địa thành Phật, đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Trong mắt những kẻ bảng quan, Hạng Thiếu Long như trở thành một kẻ khác, sừng sững như một ngọn núi, lặng yên như một mặt hồ, nhưng hàm chứa đầy sức mạnh và sát khí. Triệu Mục và Triệu Bá đồng thời lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đều là những đại hành gia trong kiếm đạo, tất nhiên biết rõ cảnh giới này có thể phát huy hết tinh yếu của kiếm thuật. Nghiêm Bình ngưng thần, y hiểu rõ nguyên lý trọng thủ không trọng công của Mặc Tử kiếm pháp, nghĩ bụng Hạng Thiếu Long vẫn còn trẻ tuổi, nóng nảy nên đã định sẵn, quyết định không chủ công. Nếu Hạng Thiếu Long không lộ ra khí thế đáng sợ như thế, y đã không nhẫn nhịn như thế này. Ánh mắt của Hạng Thiếu Long dừng ở thanh cự tử kiếm của đối phương. Dưới ánh đèn, thanh kiếm phát ra một ánh sáng không thể tả được, có thể thấy thanh kiếm rất bén. Trong lòng bất đồ cảm thấy kỳ lạ, Mặc Tử kiếm pháp lấy thô làm khéo, một thanh trường kiếm sắc bén như vậy, chẳng phải đã đi ngược lại với tinh thần của Mặc Tử kiếm pháp hay sao? Trừ phi Nghiêm Bình có một tuyệt học khác, nếu không kiếm này sẽ không phát huy được tinh hoa của Mặc Tử kiếm pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng đã có sẵn kế, gã cầm thanh mộc kiếm lên, từng bước chậm rãi tiến về phía Nghiêm Bình. Đôi mắt âm u của Nghiêm Bình nhìn chằm chằm vào đôi vai Hạng Thiếu Long. Toàn trường im phăng phắc, chỉ có bước chân của Hạng Thiếu Long. Ai nấy đều có cảm giác kỳ lạ, giống như tất cả mọi điều đều nằm trong tay Hạng Thiếu Long. Vạn vật đều như cúi đầu trước gã,
mà không biết đó chính là tinh thần của Mặc Thị tam đại sát chiêu. Hạng Thiếu Long nhớ lại quan thiên đài của Châu Diễn ở Đại Lương, nhớ lại cảnh tượng bầu trời đầy sao, hào khí dâng lên trong lòng, quát lớn một tiếng như xé trời, sử ra chiêu thức lấy công làm thủ trong tam đại sát chiêu. Mộc kiếm như thu về, thốt nhiên vẽ thành một hình tròn huyền ảo, phóng thẳng về phía Nghiêm Bình. Một kẻ bình tĩnh như Nghiêm Bình cũng giật mình, chỉ cảm thấy được kiếm thế như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt của đối phương. Nếu như chỉ áp dụng thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp thì sẽ lập tức trúng đòn. Điều đáng sợ hơn là kiếm pháp của đối phương âm thầm khắc chế Mặc Tử kiếm pháp, lại cũng chính là những chiêu số trong Mặc Tử kiếm pháp. Trong lúc nguy cấp, thanh Cự Tử kiếm điểm ra, dùng công để đối với công. Hạng Thiếu Long đang ép y đem ra bản lĩnh thực của mình. Lúc này thấy kế của mình đã thành, đột nhiên lui về sau, dùng hồi kiếm thức trong chiêu dùng thủ thay công. Nghiêm Bình cả mừng, tưởng rằng kiếm pháp ưu việt của đối phương chỉ có thế thôi, quay lại dùng Mặc Tử kiếm pháp cũ. Bộ kiếm pháp này của y do y tự sáng tạo ra, tên gọi là Phá Mặc, chuyên môn dùng để đối phó những kẻ địch trong Mặc Môn, cho nên rất chắc ăn trong việc giết chết Hạng Thiếu Long. Lúc này làm sao bỏ qua cơ hội tốt được, vội vàng tấn công về phía trước, quên đi sách lược, lấy thủ làm chủ đã định sẵn. Hạng Thiếu Long vẫn lặng lẽ, thấy làn kiếm quang của đối phương mở rộng, nhưng mục tiêu chính là vai phải của mình. Đó cũng là do y cố ý để lộ kẽ hở. Thức đầu tiên trong chiêu lấy thủ thay công bao gồm 120 thế, mỗi thế đều có một kẽ hở. Kẽ hở đó chính là một cái bẫy được giăng sẵn, dẫn dụ kẻ địch rơi vào. Đó chính là chỗ tinh yếu của chiêu lấy thủ thay công. Lúc này Nghiêm Bình đã trúng kế, ha ha cười lớn, đi ngược về phía trước. Nghiêm Bình lúc bấy giờ đâm một kiếm vào khoảng không. Hạng Thiếu Long hơi chầm eo, tạt ngược thanh mộc kiếm về, đập thẳng vào thanh kiếm của đối phương. Gã biết Nghiêm Bình kiếm pháp cao minh, hỏa hầu già dặn, tuyệt đối sẽ không thua vào tay mình. Dù trong người có tam đại sát chiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là mới học, chưa đủ thuần thục, cho nên không cần sát thương kẻ địch, nhưng vẫn nắm chắc cơ hội, dựa vào thanh mộc kiếm nặng hơn thanh trường kiếm của đối phương ít nhất 3-4 lần, lại dựa vào lực tay hơn người của mình, ép đối phương lùi bước. Nghiêm Bình lập tức cảm thấy tay phải tê dần, thanh Cự Tử kiếm suýt nữa rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long giật mình, thì ra Nghiêm Bình vẻ ngoài tuy ốm yếu, nhưng sức tay rất mạnh. Lực phản công ấy khiến tay gã cũng tê dần. Nghiêm Bình hừ một tiếng, xoay ngang người, sử ra thế thủ của Mặc Tử kiếm pháp, giữ vững môn hộ. Khi mọi người xung quanh đang há hốc nhìn Hạng Thiếu Long chuyển kiếm sang tay trái, từ một góc độ không ngờ được, thanh mộc kiếm như một cánh én bạt ra ngoài, quét vào vai phải của Nghiêm Bình. Nghiêm Bình đâu ngờ tay trái của đối phương cũng dùng kiếm pháp lợi hại như vậy. Huyết khí trong tay phải chưa hồi phục, bất đắc dĩ lại lùi thêm một bước, mặt quay về phía kẻ địch. Thanh Cự Tử kiếm vung ra chém xéo xuống thanh mộc kiếm, ý đồ hóa giải đòn chém quét nặng ngàn cân của đối phương. Hạng Thiếu Long cười lớn nói, ngươi trúng kế rồi. Xoay thanh mộc kiếm một cái, hợp lại thanh kiếm của đối phương, cả thân người cùng hợp lại khó phân biệt được. Bề ngoài hai người có vẻ không tổn thương gì, nhưng ai nấy đều biết Nghiêm Bình đã bị thua thiệt, sắc mặt trắng bệch. Hạng Thiếu Long tiến liền 3 bước ép Nghiêm Bình. Nghiêm Bình nghiến răng lùi sau 3 bước, đồng thời xoay sang trái, như có một sợi dây vô hình nối hai người lại. Nghiêm Bình không hổ là kẻ đã tu luyện lâu ngày, mau chóng lấy lại tinh thần như là không hề bị thương. Thì ra, Nghiêm Bình vừa bị Hạng Thiếu Long tung một cước đá quét lên bụng. Nếu không phải y có bộ mã vững, lại lập tức xoay người để hóa giải lực đạo, thì đã sớm té nhào xuống đất, nhưng vẫn cảm thấy đau âm ỉ. Biết không tiện đánh lâu, trầm giọng hừ một tiếng, thanh Cự Tử kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Hạng Thiếu Long vẫn tỉnh táo, dựa vào hơi thở và bước đi của Nghiêm Bình, trước khi đối phương xuất chiêu, đã thấy được tiên cơ nhờ để ý hơi thở và bước đi của đối phương, biết được hư thực, sử ra thức vong tỉnh pháp trong chiêu lợi hại nhất là công thủ hòa hợp, tự đưa mình vào chỗ chết, dựa vào ưu thế vừa chiếm được đó, cùng đối phương so thể lực và phản ứng của trực giác. Một tiếng kêu thảm, thanh trường kiếm của Nghiêm Bình rơi xuống đất, y loạng choạng về sau, sắc mặt như người chết, tay phải ôm vai trái, máu rịn qua kẽ tay. Kiếm này tuy không chí mạng,
nhưng khiến cho Nghiêm Bình không đủ sức để đánh tiếp. Tay phải có còn sử dụng được không, vẫn là điều chưa biết. Khi có người xông ra định dìu y vào, Nghiêm Bình đứng thẳng dậy, đuổi người ấy ra ngoài, rồi nhìn Hạng Thiếu Long, nói: "Tại sao ngươi còn lưu tình?" Hạng Thiếu Long tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói: "Nguyên huynh vì ngươi mà chết, nhưng thủy chung vẫn là cuộc đấu tranh trong mặc môn của các ngươi, không liên quan gì đến Hạng Thiếu Long ta, cần gì phải quyết đấu sinh tử." Nghiêm Bình trầm giọng nói: "Kiếm pháp vừa rồi ngươi sử dụng là gì?" Hạng Thiếu Long bình tĩnh trả lời: "Là kiếm pháp bổn nhân tự sáng chế, cự tử thấy thế nào?" Trong mắt Nghiêm Bình lộ ra ánh mắt căm thù sâu sắc, quát lớn một tiếng: "Hay!" rồi cắm đầu đi thẳng, ngay cả kiếm cũng không thèm cầm. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 48, Mẹ Con Doanh Chính. Sau khi Nghiêm Bình thất bại, lặng lẽ bỏ đi, Hạng Thiếu Long cũng cáo từ Quách Tùng. Lý Mục cũng vui vẻ tiễn gã một đoạn, sau đó sai bọn tùy tùng dẫn ba thân ngựa cho bọn ba người Đằng Dực, còn Hạng Thiếu Long thì mời vào xe ngồi chung với mình. Đoàn xe thong thả rời khỏi Quách Gia Sơn Trang. Lý Mục trầm ngâm rồi giận dữ nói: "Lần này chúng ta không thể nhịn được nữa, hãy dốc toàn lực sống mái một phen, mượn cái chết của Ni Phu Nhân để giải quyết lần cuối với Triệu Mục." Nói rồi đưa tay vỗ vài gã, gằn từng tiếng nói: "Ta và tướng quốc trước nay vẫn chưa để ý đến ngươi. Thiếu Long, ngươi là một nhân tài hiếm có của Đại Triệu chúng ta, mà tuổi lại còn trẻ nữa." Rồi thở dài nói: "Nếu lần này Đại Vương vẫn ủng hộ Triệu Mục, Thiếu Long ngươi hãy lập tức rời khỏi nước Triệu để đến nơi khác lập thân, đừng mù quáng giống chúng ta, chỉ giữ mãi một quốc gia không còn hy vọng này." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Chúng ta đã có được bí lục trong tay, vì sao Đại Tướng Quân bi quan như thế? Tuy chức thấy nhân số của Đại Triệu ngày càng hưng thịnh, chỉ cần thêm vài năm nữa thì có thể khôi phục nguyên khí." Lý Mục ngắt lời gã nói: "Thiếu Long, ngươi đối với chuyện quốc gia hiểu biết rất nông cạn, dù cho không vì trận Trường Bình mà nguyên khí tổn thương, chúng ta cũng đã nằm ở thế bất lợi, đó chính là bọn Hung Nô ở biên cương. Chúng ta vì đối phó với bọn chúng mà quốc lực tổn thất rất nhiều, cho nên các nước chỉ có Đại Triệu chúng ta là dân số ít nhất, tuy danh tướng rất nhiều, nhưng sau khi lập quốc vẫn cứ giữ nguyên mà không có khả năng khuếch trương." Hạng Thiếu Long từ lâu có thiện cảm với Lý Mục, nhịn không được nên hỏi: "Đại tướng quân đã hiểu được điểm này, cớ gì vẫn cứ tiếc nuối mà không bỏ đi?" Lý Mục nhìn ra cửa sổ, trong mắt lộ vẻ u buồn, thở dài nói: "Con người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình được. Ta đã giữ ở biên cương phía Bắc lâu ngày, đánh nhau với bọn Hung Nô, có tình cảm sâu nặng với người dân xứ ấy. Nếu ta bỏ họ mà đi, còn ai có thể chống đỡ nổi bọn Hung Nô hung tàn độc ác kia? Ta làm sao nhẫn tâm để họ bị chém giết không thương tiếc? Than ôi!" Trong lời nói đầy vẻ chẳng đặng dừng, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Thiếu Long cảm động lắm, nói một cách dứt khoát: "Đại tướng quân có thể rời lại việc tấu trình cùng Đại Vương đến hai ngày sau hay không?" Lý Mục nhìn gã nói: "Ngươi hình như cũng chắc chắn lắm, rốt cuộc là có diệu kế gì?" Hạng Thiếu Long từ lâu không phục Lý Mục, nên kể rõ hết sự nghi ngờ trong lòng mình về chuyện Triệu Mục làm gián điệp. Lý Mục bấu mạnh vai gã, mắt đầy hy vọng nói: "Thiếu Long, ngươi thật giỏi, chúng ta hãy dùng điểm này để đối phó với Triệu Mục. Ta sẽ ở lại Hàm Đan vài ngày, chúng ta hãy liên kết chặt chẽ, phối hợp với thời gian tấu trình của ta." Hai người bàn bạc một hồi lâu, xe ngựa đã chạy về đến Ô Phủ. Trước khi xuống xe, Lý Mục kéo vài gã nói: "Thiếu Long, ngươi huyết khí mạnh mẽ, rất khó cưỡng lại sự quyến rũ của sắc đẹp. Ngươi phải nhớ rằng, tiểu sắc hại người, dầu là một thiết hán, cũng không thể chịu nổi kiểu sống ngày đêm hưởng lạc. Thiếu Long, ngươi hãy nhớ đến điểm này." Hạng Thiếu Long biết rõ chuyện phong lưu của mình, nhất là chuyện cùng Nhã Phu Nhân đã lưu truyền rộng rãi,
cho nên Lý Mục mới nhắc nhở, mặt đỏ ửng, cúi đầu lắng nghe. Vừa bước vào ô phủ, bọn phủ vệ đã mời gã và Ô Trác đến gặp Ô Ứng Nguyên, còn Kinh, Đằng hai người ra nhà sau nghỉ ngơi. Ô Ứng Nguyên cùng Đào Phương đang chờ họ trong mật thất, nghe kể xong chuyện về chuyến đi vừa rồi, đều khen bọn họ một phen rồi nói: Đổ Tiên vừa sai người liên lạc với ta, nói tình hình của Lã Bất Vi giờ đây không hay lắm. Kẻ địch của y tại nước Tần đã buông lời sảm tấu trước mặt Trang Tương Vương. Trang Tương Vương lại là kẻ ba phải, nói không chừng sẽ ngã về phía bên kia. Cho nên chuyện đưa mẹ con Doanh Chính quay về Hàm Dương không thể chậm trễ. Có mẹ con họ bên cạnh Trang Tương Vương, địa vị của Lã Bất Vi sẽ vững chắc như bàn thạch, thậm chí có thể ngồi vào chiếc ghế tướng quốc. Nếu không, hy vọng của chúng ta cũng tàn vỡ. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói: Có thể kéo dài thêm vài ngày nữa chăng, xem thử chuyện lật đổ Triệu Mục có hy vọng hay không. Ô Ứng Nguyên ngưng thần nhìn gã nói: Ta biết hận không chặt Triệu Mục ra thành ngàn mảnh, nhưng rốt cuộc đây vẫn là chuyện ân oán riêng tư. Thiếu Long nên lấy đại cuộc làm trọng, giờ đây vận mệnh của Ô gia do con gánh vác, nếu có sơ suất thì sẽ dẫn đến thế cuộc nhà tan cửa nát. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: Nếu lật đổ được Triệu Mục, Đại Triệu hoặc giả có thể... Ô Ứng Nguyên ngắt lời gã: Điều này chỉ là vọng tưởng, cho dù giết được Triệu Mục, nước Triệu trong tay tên hôn quân Hiếu Thành Vương sớm muộn cũng mất. Triệu Thái Tử cũng chẳng phải là nhân tài, hy vọng duy nhất của Ô gia chính là dựa vào Đại Tần. Hạng Thiếu Long cúi đầu không nói. Biết được sau cuộc nói chuyện với Lý Mục đã bị tinh thần quên mình vĩ đại của đối phương lay động. Ô Ứng Nguyên, con người buôn bán này quả thật lợi hại, không nói đến tình cảm, chỉ nói tới thực lợi. Nhìn cao trông rộng, quả thật lịch sử đã chứng minh lời nói của y không hề sai lầm. Ô Ứng Nguyên cũng yêu quý gã nữ tế này lắm, cũng biết lời nói của mình hơi nặng, thanh âm chuyển sang ôn hòa. Ta biết Thiếu Long cơ trí hơn người, không biết đã có manh mối gì về chuyện mẹ con Doanh Chính hay chưa. Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần nói: Giờ đây thời gian vẫn còn sớm, để Thiếu Long nghỉ ngơi một chốc rồi sẽ tìm đến Chu Cơ, chỉ cần có thể thuyết phục được ả thì sự việc có thể thành công. Ba bọn người Ô Ứng Nguyên đều ngạc nhiên, bây giờ đã là giờ Mùi, lại nói thời gian vẫn còn sớm. Chả lẽ gã định nửa đêm canh ba mò vào phòng Chu Cơ hay sao? Hạng Thiếu Long vào phòng tắm, trong lòng rất mâu thuẫn. Gã là người trọng tình cảm, nơi đầu tiên đến là nước Triệu, gần gũi người Triệu một khoảng thời gian, khi đến Ngụy thì lại cùng quân Triệu dựa vào nhau, tình cảm đã gắn bó, trong ý thức đã xem nước Triệu là quê hương mình, mong có thể góp chút sức cho nước Triệu. Nhưng gã cũng biết, dù cho có diệt được Triệu Mục, nước Triệu cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu. Mối lo ấy khiến cho gã âu sầu. Đình Phương Thị dịu dàng nói: Hiếu Long đang nghĩ gì? Ô Đình Phương đứng bên cạnh nói với vẻ ghen tị: Đương nhiên là nhớ đến Nhã Tỷ và Triệu Thiên công chúa rồi. Hạng Thiếu Long ôm hai nàng vào lòng, nhớ đến lời khuyên tránh tiểu sắc phóng túng của Lý Mục, gượng cười nói: Có hai mỹ nhân ở đây, sao có thể nhớ đến người khác? Ta chỉ vì đêm nay phải làm việc nên không ở bên cạnh hai nàng, vì thế mới buồn trong lòng thôi. Ô Đình Phương nói với vẻ thông cảm: Đào công vừa báo cho bọn thiếp, Hạng lang hãy yên tâm mà đi, bọn thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ chàng quay về. À quên, nói với chàng rằng từ lúc chàng đi Đại Lương, Đình tỷ mỗi đêm đều ngủ với Phương Nhi, nói chuyện rất thân thiết, đêm nay tỷ muội thiếp sẽ cùng chờ chàng quay về. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, nếu mỗi lần họ cùng nằm chờ như thế, muốn không mất mạng vì tiểu sắc e quá khó. Ô Đình Phương lại vui vẻ nói: Không ngờ Nghiêm Bình cũng chẳng phải là đối thủ của chàng, mong sao chàng cũng có thể hạ uy phong của gã Triệu Bá ấy. Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Chi, nén không được nên hỏi dò. Ô Đình Phương hơi lúng túng rồi cúi đầu nói: Nghe nói ả cũng là một trong những tình nhân khốn kiếp Liên Tấn, chàng đã giết chết Liên Tấn cho nên ả hận chàng thấu xương. Hạng Thiếu Long trong lòng hoang mang, Triệu Bá thù ghét mình cũng có thể liên quan đến chuyện này mà không có liên hệ gì đến Triệu Mục. Nhưng đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác ở thời đại này.
Ngay cả thế kỷ 21 cũng vậy, ai nắm quyền trong tay thì sẽ có kẻ a dua theo. Đó là một đạo lý xưa nay không đổi. Hàn Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều, quay ra nói với Xuân Doanh: "Hãy gọi cho ta hai vị đại gia Đằng Dực và Kinh Tuấn." Tuyết bay đầy trời Hàm Đan. Hàn Thiếu Long và Đằng Dực, hai người nấp trong bóng tối, nhìn vào tòa phủ đệ có ánh đèn hắt ra. Hàn Thiếu Long ghé tai Đằng Dực cười nói: "Tên tiểu tử Kinh Tuấn chắc trong lòng giận lắm, bởi vì ta kéo gã ra khỏi vòng tay của người đàn bà của gã." Đằng Dực lạnh lùng hừ một tiếng: "Gã dám sao? Ta đã cảnh cáo gã, nếu quá hoang đàng thì sẽ đuổi gã về quê tức khắc." Hàn Thiếu Long nghĩ thầm: "Có Đằng Dực quản Kinh Tuấn, tên tiểu tử này muốn phóng túng cũng khó." Có tiếng gió vút qua, Kinh Tuấn từ trên tường nhảy xuống, lập tức đến chỗ hai người ẩn mình, hạ giọng nói: "Không ngờ ở trong lớn như vậy, đệ đã tìm ra nơi ở của chú cơ." Hàn Thiếu Long gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi." Ba người từ chỗ tối ấy phóng ra, chạy đến bức tường. Hàn Thiếu Long nhìn lên bầu trời đầy tuyết, nghĩ thầm: "Đêm tối thế này càng phù hợp cho hành động ban đêm. Trong khí trời lại lạnh lẽo thế này, ai cũng giấu mình trong chăn ấm, ngay cả bọn lính canh cũng quanh quẩn trong căn phòng có lò sưởi. Trong thời khắc đêm khuya yên ắng này, họ như ở trong một thế giới khác." Khi Hàn Thiếu Long nghĩ mình có thể lập tức nhìn thấy mỹ nữ đã sinh ra hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hàn Thiếu Long cảm nhận được suy nghĩ kỳ lạ này, trèo lên bức tường theo Kinh Tuấn, nhảy vào trang viện. Nhà cửa trong trang viện san sát nhau, không ngờ một kẻ có thân phận là con tin như Doanh Chính mà lại có chỗ ở rộng lớn như thế này. Nơi họ đặt chân là một mảnh sân hình chữ nhật, đối diện bức tường là một dãy nhà, xem ra đó là nơi ở của bọn người hầu. Kinh Tuấn thi triển thân pháp, chạy trước dẫn đường, chạy một mạch vượt qua mấy dãy này, vào đến Viên Lâm. Kinh Tuấn chỉ vào ngôi lầu hai tầng đang hắt ra ánh sáng, nói: "Lúc nãy đệ nghe lén bọn thị nữ nói chuyện, chu cơ có lẽ ở nơi đó, nhưng không biết là căn phòng nào." Đằng Dực nhìn kỹ rồi nói: "Chúng tôi sẽ đứng ở đây canh gác, nếu tình thế bất lợi, kiếm sẽ giả tiếng chim để thông báo cho huynh." Hàn Thiếu Long gật đầu rồi lẻn về phía trước, chọn một căn phòng không có ánh sáng hắt ra, đẩy cửa sổ rồi nhảy vào. Đó là một nơi có vẻ là một sảnh đường. Gã nép mình vào cánh cửa gỗ, nghiêng tai ra ngoài. Khi nghe kỹ không có ai mới đẩy cửa bước ra. Phía ngoài là một hành lang, một đầu dẫn đến ngoại sảnh, một đầu dẫn đến cầu thang thông lên lầu. Trong phòng vẫn yên ắng, xem ra bọn người hầu đã sớm yên giấc. Đang nghĩ tới đó, thì trên cầu thang có tiếng bước chân vang lên. Hàn Thiếu Long vội vàng nép mình vào trong cánh cửa, lấy làm lạ, vì sao đêm khuya thế này vẫn có người chưa ngủ. Tiếng bước chân đến ngay trước cửa thì dừng lại. Hàn Thiếu Long thầm kêu không hay, đến lúc này thì đẩy cửa nhảy ra không kịp, nên vội vàng tránh vào một góc, quỳ ở phía sau một chiếc tủ nhỏ. Tuy không phải là nơi lẩn trốn tốt, nhưng cũng có thể chạm tránh mặt với kẻ ấy. Quả nhiên có người đẩy cửa vào, tiếp theo là tiếng chén cốc va chạm vào nhau. Hàn Thiếu Long biết đối phương không biết có kẻ đang nấp, nên bạo dạn ló đầu nhìn ra, thì ra đó là hai a hoàn. Một ả ngáp rồi nói: "Đáng sợ nhất là y, mỗi lần đến là phu nhân không ngủ được, giữ diệt chúng ta đứng bên hầu hạ." Một ả kia nói: "Phu nhân lúc bình thường không nói quá nửa câu, nhưng thấy mặt y thì nói không ngớt." À nữ tỷ kia nói lại: "Dù sao cũng đỡ hơn hầu hạ tên dê xổm ấy, sức khỏe đã kém mà vẫn cứ thích chơi bời. Hương tỷ đã hành hạ y liên tiếp 3 đêm, khiến chỉ còn nửa cái mạng." Hàn Thiếu Long lòng chợt trùng xuống. Gã dê xổm ấy không cần nói cũng biết là Doanh Chính. Giờ đây do chính miệng các nô tỷ nói ra, xem ra lời nhã phu nhân một chữ cũng không sai. Chuyện gì thế này? Một tần thủy hoàng hùng tài đại lược sao lại là một người như thế? Sau này y dựa vào cái gì để trừ Lã Bất Vi, lại còn chuyện thống nhất 6 nước, đặt nền móng cho một đất nước Trung Quốc rộng lớn. Hai nữ tỷ châm xong trà thì bưng ra. Hàn Thiếu Long biết có người vẫn chưa ngủ, không dám lên lầu,
mở cửa sổ ra, nhắm vào một cửa sổ tối om của một gian phòng ở lầu 2. Leo lên, mới leo được một nửa, một đội tuần tra từ con đường nhỏ của hoa viên xách đèn bước tới. Hàng Thiếu Long giật mình, bởi vì đây là phòng của Chu Cơ, nên bọn tuần vệ đặc biệt lưu ý, chắc chắn sẽ không bỏ qua một kẻ đang lơ lửng trên không như gã. Gã đánh liều leo thật nhanh lên, phóng qua cửa sổ tiến vào phòng. Đó là một khuê phòng của nữ giới. Trên sân trải thảm dày, trên giường trống không, ngoài vài chiếc ghế, những vật dụng để trang điểm, trên tường còn dán đầy bích họa. Khi Hạng Thiếu Long vẫn còn hoài nghi đây là tẩm thất của Chu Cơ, bước chân của hai nữ tỷ lúc nãy lại vang lên ngoài phòng. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, đây gọi là trước mặt có sói, sau lưng có hổ, may mà góc phòng có một chiếc tủ lớn. Không còn cách nào khác, gã chạy đến, mở ra nhìn, ở trong có hai ngăn, ngăn dưới cùng tuy chất một đống quần áo, nhưng có thể miễn cưỡng chui vào được. Hạng Thiếu Long không dám chần chừ, thu người chui vào. Khi đóng cửa tủ lại, hai nữ tỷ cũng đẩy cửa bước vào. Tiếp theo là có tiếng sắp xếp mền gối. Một lúc sau, hai nữ tỷ bước ra, nhưng không đóng cửa lại. Hạng Thiếu Long than thầm, xem tình hình này, Chu Cơ và gã tỉnh lang ấy sẽ đến bất cứ lúc nào. Đêm nay xem ra khó tiếp xúc với Chu Cơ. Còn Đằng, Kinh, hai người đợi lâu mà không thấy gã ra, có lẽ sẽ gây chuyện. Trong lúc suy nghĩ, tiếng bước chân một nặng một nhẹ từ xa đến gần, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Hạng Thiếu Long thầm kêu trời, nhắm mắt để mặc cho ông trời sắp xếp. Phía ngoài có tiếng cười rúc rích của đôi nam nữ. Hạng Thiếu Long ngồi trong không có chuyện gì làm, thế là đoán non đoán già về thân phận của gã tỉnh nhân của Chu Cơ. Chiếu lý thì tuyệt không thể là Triệu Mục. Biết rõ ngày mai phía quân đội sẽ đàn hạch y trước mặt Hiếu Thành Vương, giờ đây lẽ ra phải tìm đến Triệu Vương mới phải. Bởi vì nói cho cùng, Triệu Vương cũng có chút tình cảm với Triệu Ni. Nếu quả thật biết được kẻ hãm hại nàng là Triệu Mục, nói không chừng sẽ không thèm nghĩ đến ân tình phu thê, xử Triệu Mục tội chết. Triệu Mục làm sao có thể sơ suất như vậy? Nhưng mẹ con Chu Cơ trước này đã bị Triệu Mục giám sát, người khác muốn gần gũi thì phải được Triệu Mục cho phép. Vậy người ấy là ai? Một giọng trong trẻo ngoài phòng vang lên. Chuyện người ta nhờ đã làm đến đâu rồi? Hạng Thiếu Long thầm kêu tuyệt. Chỉ cần nghe giọng nói cũng biết người đàn bà này rất giỏi lợi dụng vốn tự có để mê hoặc nam nhân. Chả trách nào Trang Tương Vương vừa mới lên ngôi vị đã thương nhớ nàng đến thế. Lã Bất Vi chọn nàng để mê hoặc Trang Tương Vương, nàng chẳng phải là hạng kém cỏi. Gã tỉnh phu ấy nói, giờ đây thế cuộc bất minh, vẫn chưa phải là lúc về tần. Hạng Thiếu Long giật mình, lập tức nhận ra đây là giọng eo éo của đại phu Quách Khai. Không ngờ té ra là y, chả trách nào có thể gần gũi với Chu Cơ, chẳng biết Triệu Mục có biết chuyện này không. Chu Cơ giận dỗi nói, cái gì bất minh chứ, giờ đây dị nhân đã ngồi lên vương vị, chỉ cần mẹ con ta về Hàm Dương, chính nhi chính là bị quân kế thừa vương vị, lúc đó còn sợ gì nữa. Rồi có tiếng Chu Cơ nói, đừng. Quách Khải nói, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, khó mà có được cơ hội này, chúng ta vào giường nói chuyện nhé. Chu Cơ nói với giọng có vẻ hơi giận, ngài chỉ muốn gần gũi người ta, không hề quan tâm đến tâm sự của thiếp. Ngài nói đi, tại sao đã hứa rồi mà không làm? Quách Khai vội vàng nói, nàng không biết ta đã tốn nhiều công sức, chỉ vì giờ đây Trang Tương Vương mới lên ngôi, mọi người rất chú ý đến mẹ con nàng, lại thêm Lã Bất Vi giờ đây địa vị vẫn chưa vững, có thể bị lật nhào bất cứ lúc nào, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không nên trốn về Hàm Dương lúc này. Hạng Thiếu Long dần hiểu ra, Chu Cơ đã dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ Quách Khai, một nhân vật quan trọng trong bè đảng của Triệu Mục, định nhờ sức y trốn khỏi Hàm Đan. Chẳng biết Quách Khai có thật sự muốn phản lại Triệu Mục không, hay chỉ là muốn lừa tình. Xem ra khả năng của cái sau nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến Quách Khai đang nắm quyền thế trong tay, trong nước Triệu lại có người thân, dù y là kẻ ích kỷ đến đâu, một khi đối mặt với sự chọn lựa sống và chết, làm sao không lo cho cha, mẹ, anh em, vợ con.
nhất là khi Quách Khai đến nước Tần, chắc chắn sẽ mất Chu Cơ và tính mạng, bởi vì Chu Cơ còn có hai gã đàn ông khác, dẫu Lã Bất Vi hay Trang Tương Vương cũng đều vì ghen tuông mà giết chết y. Với một kẻ thông minh như Quách Khai, làm sao không nghĩ đến những vấn đề thiệt thân này? Chu Cơ cũng hiểu rõ điểm này, nhưng vì trong lòng muốn quay về Tần làm vương hậu, nên không thèm để ý đến nữa. Chu Cơ quả nhiên yên lặng, không lên tiếng. Quách Khai dịu dàng nói, nào, hí trời lạnh thế này, có chỗ nào ấm át hơn trong chăn nữa? Tiếp theo là bước chân đi, giọng Chu Cơ vang lên. Ngài vào trước đi, để ta bôi hóa trang sẽ vào sau. Quách Khai rõ ràng rất mệt mỏi, ngáp một cái rõ to rồi leo lên giường. Phía ngoài có tiếng cởi áo. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, thì ra là tiếng ngáy của Quách Khai. Hàng Thư Long cũng bị ảnh hưởng, mi mắt muốn sụp xuống. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng bước chân đến gần, gã lập tức tỉnh ngủ hẳn, thầm nghĩ không phải khéo như thế chứ. Chu Cơ phải chăng định mở tủ lấy áo ngủ cho mình? Nghĩ tới đây, cửa tủ đã bị mở ra. Hàng Thư Long nhanh trí, nhảy ra, ôm nàng vật xuống thảm, một tay che mồm nàng, đè nàng xuống, đồng thời ghé sát tai nói nhỏ. Tại hạ là Hạng Thiếu Long, được lệnh Lã Bất Vi đến tìm phu nhân. Sau một hồi vùng vẫy, Chu Cơ mềm nhũn người. Trên giường, Quách Khai vẫn ngáy pho pho, Hạng Thiếu Long thầm tạ trời đất, ngẩng đầu lên, đối mặt với Chu Cơ, gã bất đổ tim đập nhanh thình thịch. Chỉ thấy nữ tử ấy xinh đẹp vô ngần, trông rất phong tình, đôi mắt biết nói. Một đôi mắt biết nói đang nhìn Hạng Thiếu Long với vẻ dò xét. Gã từ từ đưa tay ra khỏi miệng nàng, vẻ mặt xinh đẹp của Chu Cơ lập tức hiện rõ trước mắt. Nàng không có vẻ đẹp hoàn mỹ như Ô Đình Phương, Nhã Phu Nhân hay Kỷ Yên Nhiên, khuôn mặt hơi dài một chút, mũi hơi khoằm, nhưng đôi môi hơi mỏng, rất hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng, tạo nên một sức hấp dẫn man dại, nhất là cái miệng đầy cá tính, khóe miệng hơi xích lên, khiến cho nam nhân cảm thấy muốn chế phục nàng chẳng phải là chuyện dễ. Chúa ơi, đó chính là mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng. Gã trước giờ vẫn mong muốn tìm Tần Thủy Hoàng mà chưa hề mơ rằng sẽ chiếm phần tiện nghi của người sinh ra y. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa vào mũi. Ta biết ngươi là ai, bởi vì người Triệu Mục muốn trừ khử nhất lúc này là ngươi. Chu Cơ nói nhỏ. Hạng Thiếu Long thu về cái lòng hiu ý vượn của mình, ghé vào tai nàng nói. Chắc phu nhân cũng biết mối quan hệ của Ô Gia và Lã Tiên Sinh. Y đã phái Đồ Tiên đến gặp chúng tôi, yêu cầu chúng tôi mau chóng đưa mẹ con phu nhân về Hàm Dương. Chu Cơ nghiêm mặt, thổi một hơi vào tai gã nói. Có Đồ Tiên đến, ta đã yên tâm. Các ngươi có kế hoạch gì? Hạng Thiếu Long lại ghé sát tai nàng nói. Trước tiên phải liên lạc với phu nhân, tìm hiểu tình hình rồi mới đặt ra kế hoạch đào thoát. Tại hạ... Trên giường có tiếng trở mình. Hai người thất kinh. Chu Cơ vội nói. Ngày mai hãy đến, ta chở ngươi. Hạng Thiếu Long vội vàng lăn qua một bên. Chu Cơ ngồi dậy. Lúc đó trong giường vọng ra tiếng gọi của Quách Khai. Chu Cơ nhìn gã rồi bước đến giường. Khi nàng thổi tắt đèn rồi chui vào trong mùng, Hạng Thiếu Long mới tỉnh hẳn. Bất đồ trong lòng khen thầm. Người đàn bà này quả thật lợi hại, rồi vội vàng đi ra. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 49, Tuyến Thoái Lưỡng Nan. Ăn điểm tâm xong, Hạng Thiếu Long đi gặp cha con Ô Thị Lô, nhưng không thấy Ô Trác và Đào Phương. Gã nhớ chuyện Triệu Mục tiếp xúc với người sở, biết Ô Đào hai người đã đi theo dõi chuyện này. Khi gã báo lại chuyện đêm qua gặp Chu Cơ, cha con họ Ô đều trầm ngâm. Ô Ứng Nguyên nhíu mày nói, người đàn bà này quả thật lợi hại, không có nam nhân nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của nàng. Nhưng Quách Khai tại sao lớn gan như thế?
bọn người hầu ở đó chắc chắn là người của Triệu Mục, làm sao giấu được Triệu Mục chuyện này? Ô Thị Lô nói, Triệu Mục có rất nhiều chuyện để giao cho Quách Khai làm, những người ở đó nói không chừng là người của Quách Khai, nên y mới dám phóng túng như thế. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long, nói, hai tên gia tướng của con là nhân tài hiếm có, hãy giữ lấy bọn chúng, cứ cho chúng tài phú, nữ nhân đều được cả. Hàn Thiếu Long cung kính nói, con đã hiểu. Thầm nghĩ, nếu chỉ nói đến chuyện lợi hại, làm sao có thể ở bên nhau lâu dài? Ô Ứng Nguyên nói, Thiếu Long, giờ đây có thể dễ dàng đưa mẹ con họ ra. Vấn đề là, làm thế nào để rời khỏi Hàm Đan, làm thế nào để thoát khỏi truy binh? Ngừng một lát rồi nói tiếp, chuyện này thì hơi khó đấy. Còn Hạng Thiếu Long chỉ lo lắng về mặt khác. Ô gia chúng ta kẻ trên người dưới cũng đã ngàn người, làm sao chạy khỏi nước Triệu? Ô Ứng Nguyên cười nói, chuyện này ta đã sắp xếp từ 2 năm trước, công việc làm ăn của Ô gia có khắp thiên hạ, cho nên từ trước đến nay đều không ngừng sai người đến những nơi đó để quản lý. Gần đây cũng mượn cớ mở mục trường mới, cả Đình Uy ta cũng phái đi để tránh nó rượu vào lời ra để lộ tin tức. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, hèn gì không gặp Ô Đình Uy, nói, Triệu Vương cũng biết mối quan hệ giữa Nhạc Phụ và Lã Bất Vi, bây giờ chúng ta không ngừng điều người trong gia tộc rời khỏi Hàm Đan, làm sao không nghi ngờ cho được. Ô Ứng Nguyên nói, bọn chúng lâu nay vẫn chỉ nghi ngờ mà thôi, chưa bao giờ nắm được bằng chứng gì, dù là Quách gia hay chúng ta cũng đều quan hệ với quyền quý các nước, có lúc lại tiến hành ngoại giao bí mật cho Triệu Vương. Nếu chẳng phải Triệu Mục quạt gió vào lửa, thì mối quan hệ với Lã Bất Vi có là gì đâu. Hạng Thiếu Long càng không hiểu, nói, tại sao Triệu Mục lại muốn hãm hại Ô gia chúng ta? Ô Thị Lô vỗ ghế, tức giận nói, nếu chẳng phải gã Quách Tùng ấy điều tra được tổ tiên của chúng ta là người Tần, lại biết được họ Ô là một họ lớn ở vùng biên ải nước Tần, từ đó Triệu Vương nghi ngờ chúng ta ngày càng sâu, Triệu Mục lại thuận theo ý của Triệu Vương, châm dầu vào lửa. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu được nguồn cơn. Ô Ứng Nguyên quay về chủ đề ban đầu, nói, Quách Khai đã lén lút chung đụng với Chu Cơ, hãy nghĩ ra một cách để lợi dụng chuyện này chia rẽ Quách Khai và Triệu Mục. Nếu không có Quách Khai bên cạnh Triệu Mục, chúng ta càng dễ đối phó với Triệu Mục hơn. Ô Thị Lô nở nụ cười bí hiểm ở nơi khóe miệng, nói, chuyện này về sau hãy nói, tốt nhất con hãy nghĩ ra một kế hoạch cụ thể thì hơn. Đêm nay khi gặp Chu Cơ phải khiến cho ả tin tưởng, về sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó có tên hạ nhân vào báo, có khách đến tìm Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, mà không biết ai đến tìm mình. Hạng Thiếu Long lúc này là một nhân vật quan trọng của Ô gia, giờ đây có thể tiếp khách ở đại sảnh. Gã vừa mới đến sảnh đường đã thấy hai gia tướng của Thiếu Nguyên Quân là Lưu Sào và Phố Bố. Hạng Thiếu Long mừng lắm, chạy đến ôm hai người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói, ngày nào tại hạ cũng mong các vị đến đây, cuối cùng các vị đã đến thật rồi. Hai người thấy Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy nên cảm kích đến nỗi nước mắt lưng tròng. Hạng Thiếu Long hỏi han chuyện ở Đại Lương, thì ra từ ngày Hạng Thiếu Long dắt mỹ nhân thoát khỏi phủ Tiến Lăng Quân nổi trận lôi đình lại phát giác Lỗ Công Bí Lục chỉ còn lại nửa quyển đầu, phần còn lại đã bị người ta đánh cắp, giận đến nỗi suýt nữa tự sát, càng hoài nghi Bình Nguyên phu nhân tiết lộ tin tức cho Hạng Thiếu Long, từ đó lãnh đạm với hai mẹ con nhà này. Thiếu Nguyên Quân cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên nóng nảy, suốt ngày mắng chửi gia tướng, bọn Phố Bố nhân cớ ấy đã dắt nhau bỏ đi. Không có sự giúp đỡ của Tiến Lăng Quân, Thiếu Nguyên Quân khó mà giữ lại hơn 200 gia tướng, nên cũng để bọn họ ra đi. Vì thế bọn Phố Bố cùng 40 người quay về Hàm Đan. Bọn họ thăm dò được Hạng Thiếu Long đã an toàn, nên lập tức đến tìm. Hạng Thiếu Long sai người đến gặp Ô Ứng Nguyên, lấy một số tiền, rồi chia cho hai người, nói, các vị tìm nơi ở trước, nhưng hãy nhớ rằng đừng để lộ mối quan hệ của chúng ta, hãy cứ mặc sức chơi bời, khi tại hạ cần các vị sẽ lập tức đến tìm. Bọn Phố Bố hai người
biết gã đang quyết đấu sinh tử cùng Triệu Mục. Nghe lời này thì đã hiểu ngay, lại thấy gã rộng rãi hơn Thiếu Nguyên Quân gấp 10 lần, nhân phẩm lại tốt hơn nhiều, nên tìm đến gã. Lưu Sảo nói, bọn chúng tôi đều là những kẻ có danh tiếng tại Hàm Đan, giờ đây lại chính thức rời khỏi Bình Nguyên Phủ. Nếu chúng tôi giả vờ đầu khấu vào bè đảng của Triệu Mục, tất sẽ dễ làm tai mắt cho công tử hơn. Hạng Thư Long thầm nghĩ, đây quả là ý tốt, không ai ngờ bọn gia tướng của Bình Nguyên Phủ trước giờ vẫn coi mình là kẻ địch, thì đến lúc này trở thành thủ hạ của gã. Sau khi cùng bọn họ bàn bạc hồi lâu về chuyện đầu khấu Triệu Mục, lại đặt ra cách liên lạc, hai người hớn hở cáo từ. Hạng Thiếu Long nhẹ nhõm cả người, đi tìm Đằng Dực, thì thấy y đang huấn luyện cho tử đại binh của Ô Gia. Nhớ lại tình hình lúc còn trong bộ đội đặc chủng, nói với y rằng, Đằng huynh xem thử đề nghị của tại hạ có được chăng? Trong 2000 tử đại binh, hãy chọn ra 100 người tinh nhuệ nhất, gọi là tinh binh đoàn, đưa họ đến nông trường để cách ly thao luyện, học các kỹ năng khác nhau. Nếu ai cũng có thể học được một nửa khả năng của huynh và Kinh Tuấn, lúc đó nếu muốn vào chất tử phổ cứu người thì càng dễ dàng hơn. Đằng Dực nghe xong nhíu mày, nghĩ thầm 100 người thì làm được chuyện gì. Đến khi nghe Hạng Thiếu Long nói ra cách huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng trước kia, viên mãnh tướng có kinh nghiệm phong phú ấy liền phục sát đất. Phương pháp huấn luyện đó lần đầu tiên tại hạ nghe được, Thiếu Long huynh thật là một thiên tài quân sự hiếm có, chiến tranh vào tay huynh thì trở thành nghệ thuật. Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu đao kiếm cung tên có thể trở thành súng ống, chỉ cần một nhóm bộ đội đặc chủng cổ đại này cũng có thể chinh phục 6 nước thống nhất thiên hạ. Cần gì phải sợ một tên nhãi nhép Triệu Mục. Hai người bàn bạc cụ thể phương pháp huấn luyện và trang bị. Hạng Thiếu Long mới dắt theo Kinh Tuấn và 12 A tướng đến phủ Nhã Phu Nhân. Khi đang ngồi trên ngựa, Hạng Thiếu Long chợt nhớ về Mỹ Tảm Nương, hận không lập tức quay ngựa chạy về thôn Tang Lâm. Lại nhớ về Kỷ Yên Nhiên đang ở Đại Lương, nhất thời trong lòng buồn bã. Kinh Tuấn đi bên cạnh gã, đưa mắt nhìn Lão Liên, đột nhiên nói, Tiểu Tuấn rất biết ơn Hạng đại ca và Đằng đại ca, không có hai vị đại ca đưa đệ đến đây, chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào. Hạng Thiếu Long tạm thời quên đi tâm sự của mình, cười nói, nhưng có thể sẽ làm ngươi mất mạng đấy. Kinh Tuấn cười hì hì thản nhiên nói, vậy cũng đành chịu thôi, cũng chính vì có mối nguy hiểm ấy, khi cùng mỹ nữ vui đùa mới có được cảm giác đặc biệt. Cảm giác ấy cũng giống như lần đầu tiên giúp chú săn hổ lúc đệ 5 tuổi. Hạng Thiếu Long giật mình nói, một đứa bé 5 tuổi bước đi còn chưa vững, ngươi có thể giúp được gì? Kinh Tuấn cũng cười nói, đã quên sạch rồi, chỉ nhớ khi mãnh hổ đã rơi xuống cạm bẫy, tiếng gầm của nó đã khiến đệ vãi đái trong quần. Hạng Thiếu Long nén không được, ha ha cười lớn, nét sầu biến mất. Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, hai người đồng thời quay lại nhìn ra sau. Thớt ngựa ấy từ xa đến gần, người cưỡi ngựa đội chiếc nón tre có phủ vải, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi, đến khi tới gần mới nhận ra. Đôi mắt Kinh Tuấn lập tức sáng rỡ lên. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Chi cô nương định đi đâu? Triệu Chi kìm ngựa, đến bên Hạng Thiếu Long, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn gã rồi nói, Bình vệ định đi đâu thế? Kinh Tuấn nháy mắt với nàng nói, Chi cô nương vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Hạng đại ca mà. Triệu Chi thấy Kinh Tuấn đã bực mình, cảm thấy gã là kẻ đáng ghét nhất, giận dữ nói, người lớn nói chuyện, không có chỗ cho người chen vào. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, Chi cô nương đã sai rồi, Tiểu Tuấn là hảo huynh đệ của tại hạ, lời của hắn cũng chính là lời của tại hạ. Kinh Tuấn không ngờ Hạng Thiếu Long lại đề cao mình như thế, nên lập tức vênh mặt, ưỡn ngực lên, cố ý thở dài tiếc nuối rồi nói, ta còn tưởng Chi cô nương đến tìm Kinh Tuấn này. Triệu Chi giận đến nỗi mặt trắng bệch, nói, ai cần tìm ngươi? Không biết thế nào mà từng hành động của Kinh Tuấn đều khiến nàng không vừa mắt, lòng giận lắm. Vậy nàng đến tìm ai? Kinh Tuấn cười hà hà nói. Hạng Thiếu Long không khỏi buồn cười. Tên tiểu tử này thật biết trêu đùa nữ nhân.
Triệu Chi biết đã rơi vào cái bẫy bằng lời nói của Kinh Tuấn. Nếu nàng trả lời đến tìm Hạng Thiếu Long, vì lời nói lúc nãy của Kinh Tuấn, rõ ràng nàng đã động lòng với Hạng Thiếu Long. Nếu trả lời không phải, thì rõ ràng nàng đến tìm Kinh Tuấn. Sự thật, Triệu Chi cũng không hiểu đến tìm Hạng Thiếu Long để làm gì. Đêm ấy, Hạng Thiếu Long đã đánh thắng Nghiêm Bình, một đại tôn sư trong giới kiếm thuật ở Hàm Đan, khiến cho người trong toàn trường rúng động. Triệu Bá trước nay vẫn tự cho mình là cao thủ, nhưng giờ đây cũng khiếp sợ, đặc biệt là lúc này Hạng Thiếu Long đã được Lý Mục chống lưng. Triệu Bá không dám dây vào cuộc đấu tranh của hai thế lực này. Sau buổi tiệc ấy, thì cảnh cáo bọn đồ đệ, đặc biệt là Triệu Chi, không được đến tìm Hạng Thiếu Long. Nhưng Triệu Chi vốn là kẻ kiêu ngạo, lúc quay về càng nghĩ càng không phục. Thức dậy thì dong ngựa đến Ô Phủ, nửa đường lại gặp bọn Hạng Thiếu Long, cho nên đuổi theo. Lúc này không thể nói gì được, mặt đỏ ửng lên. Hạng Thiếu Long không biết mối quan hệ của nàng với Liên Tấn như thế nào, than rằng: lúc ấy bị buộc phải quyết chiến sinh tử, không phải là Liên Tấn chết thì Tại Hạ chết, và lại Liên Tấn cùng một bọn với Triệu Mục, Tại Hạ lại quang minh chính đại đánh bại y, ai có thể trách Tại Hạ được. Triệu Chi biết mình sai nên cúi đầu. Chuyện Liên Tấn và Triệu Mục đã dùng xuân dược để làm hao phí thể lực Hạng Thiếu Long sớm đã lan truyền trong giới quyền quý. Triệu Chi cũng nghe tin này nhưng không màng đến, song không biết thế nào, giờ đây do Hạng Thiếu Long nói ra thì khiến nàng lại tin. Có lẽ bởi vì đêm ấy Hạng Thiếu Long tỏ ra không sợ cường quyền, quang minh lỗi lạc. Tình yêu của nàng đối với Liên Tấn tuy mãnh liệt, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn với vẻ ngoài mà thôi. Mùi vị tình đầu ấy tuy khiến nàng khó quên, nhưng chưa đến nỗi khắc cốt ghi lòng. Sau khi hình tượng hoàn mỹ của Liên Tấn bị sụp đổ, đoạn tình ấy cũng theo gió mà bay. Hạng Thiếu Long thấy nàng thay đổi như vậy, cười nói: Chi cô nương, hay là để Kinh Tuấn đưa cô nương về nhà? Triệu Chi giận mình nói: ta không cần ai đưa cả. Nói rồi vỗ ngựa vòng qua bên trái mà đi. Hạng Thiếu Long nháy mắt với Kinh Tuấn. Kinh Tuấn cả mừng, vỗ ngựa đuổi theo, gọi lớn: Chi cô nương, hãy đợi Tại Hạ. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm. Triệu Chi cũng khá lắm, rất hợp với Kinh Tuấn về tuổi tác lẫn ngoại hình. Điều chủ yếu là gã thấy Kinh Tuấn có lòng với nàng, nhưng nếu muốn được nàng, tên tiểu tử ấy cũng phí sức lắm. Đột nhiên Hạng Thiếu Long thấy mình thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, gặp nữ nhân nào gã cũng chạy theo, giờ đây không biết có phải có quá nhiều mỹ nữ hay không, và lại cái chết của những người mà gã yêu đả kích, nên tâm ý của gã đối với nữ nhân cũng nhạt nhẽo hơn, có vẻ như không muốn bước chân vào tình trường nữa. Mỗi người sinh ra đời đều phải đối mặt với sự ra đi của người bên cạnh, và cuối cùng cũng dùng cái chết của mình để kết thúc. Trong một năm qua, gã đã trải qua nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt. Gã nhớ lại chuyện tối qua, lúc ấy lòng ham muốn nổi lên, nhưng không hề có liên quan gì đến tình yêu, chỉ là sự rung động của giới tính mà thôi, nhưng rất khó khống chế. Đêm nay khi gặp nàng phải cẩn thận hơn, nếu chung đụng với nàng thì sự việc sẽ càng phức tạp hơn. Chỉ mong rằng nàng đừng dụ dỗ mình, nữ nhân ấy quả thật biết cách quyến rũ nam nhân. Phu nhân phủ đã ở trước mắt. Thiếu Long thở dài vỗ ngựa đi tới. Bọn võ sĩ vội vàng thúc ngựa theo sát. 11 thớt ngựa lao vào trong phủ phu nhân. Nhã phu nhân đã vào hoàng cung, chỉ có Triệu Thiên và công tử Bàn ở trong phủ. Triệu Bàn đã trưởng thành rất nhiều, không thích chơi bời, trêu ghẹo phụ nữ, kết bè kết đảng, sinh sự như lúc trước nữa. Triệu Thiên thấy y gặp chuyện buồn nên cùng học với y, còn Triệu Bàn thì trở nên siêng học trước mặt vị biểu tỷ công chúa xinh đẹp này. Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi đau buồn, dắt Triệu Bàn ra hoa viên, truyền cho y Mặc Tử kiếm pháp, lại sai thủ hạ vật lộn với y. Khi Triệu Bàn đang mải mê luyện võ, Hạng Thiếu Long nói với Triệu Thiên: không ngờ thằng bé này lại trở nên hiểu chuyện như vậy. Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe nói: người hắn thương yêu nhất là Ni Di, giờ đây trong lòng hắn chứa đầy thù hận, không những hận Triệu Mục mà còn hận cả phụ vương, cho nên hắn mới lấy chàng làm tấm gương,
cố gắng rèn luyện mình để cho chí dũng song toàn, để có thể trả thù cho Ni Di. Hạng Thiếu Long nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị không xứng với tuổi tác của công tử Bàn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Gã cảm thấy Triệu Bàn tương lai không phải là người bình thường, nhưng tạm thời gã không đoán được y sẽ làm được chuyện gì sau này. Triệu Thiên hạ giọng nói, hắn chấp nhận muội một mặt vì thiếp là người của chàng, mặt khác bởi vì thiếp cũng như hắn đều căm ghét phụ vương và Triệu Mục. Hạng Thiếu Long cảm thấy khó chịu nói, phụ vương của nàng chẳng phải tôn trọng nhất Ni phu nhân sao, tại sao lại để cho Triệu Mục hành hung như vậy? Ít nhất cũng phải điều tra chuyện này, huống hồ chi khiến cho Lý Mục bất mãn, làm cho nước Triệu lâm vào nguy cơ lớn nhất từ ngày diễn ra trận Trường Bình đến giờ. Triệu Thiên rầu rĩ than, không ai có thể hiểu rõ phụ vương. Trước kia người không phải như vậy, nhưng từ sau trận Trường Bình, người như trở thành một kẻ khác, nhu nhược, yếu đuối, chuyện gì cũng sợ hãi, thậm chí hơi e ngại đối mặt với quần thần, nhất là các vị đại tướng, để cho Triệu Mục nắm quyền, hai tay che trời, như cái chết của Ni phu nhân. Lẽ ra người phải sai người điều tra, nhưng Triệu Mục chen vào, chỉ vài lời thì chuyện to đã hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ biến mất, tất cả mọi người trong cung đều nhạt nhẽo với người. Hạng Thiếu Long từ trong lời nói của Triệu Thiên đã thấy sự ảnh hưởng khác của trận Trường Bình đối với nước Triệu. Sự thất bại của cuộc chiến này chủ yếu vì Hiếu Thành Vương đã trúng kế ly gián của người Tần, dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha, cũng có thể nói là sự xung đột quyền lực giữa quân chủ tân nhiệm và lão tướng đương quyền. Từ sau trận chiến đó, Hiếu Thành Vương đã mất lòng tin, trở thành một người né tránh hiện thực, thậm chí e ngại cả ánh mắt đầy trách móc của bầy tôi. Vì thế Triệu Mục thừa cơ thỏa mãn nhu cầu về tinh thần lẫn xác thịt của y. Triệu Vương trở thành một kẻ đồng tính, nói không chừng cũng là một sự buông thả và giải tỏa. Đó là một hành vi mang tính tự hủy diệt, đương nhiên cũng có thể là một sự theo đuổi sinh lý trời sinh. Nguyên nhân chính, e rằng cả bản thân Hiếu Thành Vương cũng không hiểu. Triệu Thiên buồn rầu nói, thiếp vẫn nhớ những ngày thoát khỏi Đại Lương, hy vọng mỗi đêm đều có chàng bên cạnh. Thiếu Long ơi, khi nào thì chúng ta mới rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, tìm một nơi không có người để Thiên Nhi ở nhà giặt rũ, nấu cơm, còn chàng thì đi săn bắn. Hạng Thiếu Long trong bụng cười khổ, nếu gã ở lại trong tiểu cốc của Mỹ Tàm Nương, có lẽ suốt đời ở chốn sơn lâm, nhưng tình thế hiện nay đã trở thành cưỡi trên lưng hổ, muốn dừng cũng không được. Dù cho sau này có đến nước Tần, có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp hơn. Trong thời đại chiến quốc này, xem ra chẳng có nơi nào hạnh phúc theo kiểu đảo nguyên. Nếu không, Mỹ Tảm Nương đã không bị cưỡng bức, Đằng Dực cũng không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Gã thở dài, kể câu chuyện về chốn đảo nguyên cho Triệu Thiên nghe. Khi Triệu Thiên đang say sưa, mơ mộng nghĩ về nơi lạc thổ ấy, Triệu Nhã quay về với vẻ mặt nặng nề. Hạng Thiếu Long và nàng vào phòng thương nghị, Triệu Nhã nói, Lý Mục ở chiến trường là một mãnh tướng không ai bì được, nhưng về quyền mưu thủ đoạn thì quá lỗ mãng, đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Triệu Mục đối với Vương Huynh. Hạng Thiếu Long nghe vậy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên không trả lời trực tiếp, rầu rĩ nói, họ không hiểu Vương Huynh từ sau trận Trường Bình, sợ nhất là bị người khác nói y sai lầm. Hôm nay Lý Mục tỏ ra muốn buộc Vương Huynh thừa nhận đã có sơ suất trong chuyện Ni muội và trách y dung túng cho bọn hung đồ, y làm sao có thể chấp nhận được. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã buồn rầu nhìn gã nói, sau bữa tiệc tối qua, Triệu Mục lập tức vào cung gặp Vương Huynh, nói điều gì thì không ai biết, chắc là trách phía quân đội mượn cớ muốn lật đổ Vương Huynh. Đối với chàng, đương nhiên cũng chẳng nói lời tốt lành gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu cái gọi là vua ngu thì mất nước. Khi đại quyền tập trung vào tay một người, người đó trở thành mấu chốt của sự thành bại. Chế độ dân chủ thời hiện đại tuy còn khuyết điểm, nhưng so với cái chế độ hôn quân thao túng tất cả mọi người này thì vẫn còn tốt hơn trăm ngàn lần. Triệu Nhã tiếp tục nói,
Sáng nay, Vương Huynh cho vải thiếp hỏi kỹ càng về chuyện của chàng, lại ép người ta phải nói rõ mối quan hệ thật sự với chàng, khiến người ta suýt tí nữa là không chống đỡ nổi. Hạng Thư Long lo sợ hỏi, nàng đã trả lời y như thế nào? Triệu Nhã thần sắc không tự nhiên nói, đương nhiên là không nói lời thật, nhưng xem ra y vẫn tin tưởng thiếp chưa thật sự yêu thương chàng, có lẽ tiếng tăm trước đây của thiếp quá xấu. Nói rồi cúi đầu, ra dáng lòng đầy tâm sự. Hạng Thiếu Long nâng cằm nàng lên, nói, giờ đây ta đã có quan hệ với phía quân đội, vương huynh của nàng không dám làm bậy với ta đâu. Triệu Nhã buồn bã nói, người ta lo lắng muốn chết đi được, chàng đừng nên quá đề cao lực lượng của phía quân đội và Ô Gia. Giả sử vương huynh làm liều, xử chàng tại chỗ, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm, ai còn dám thật sự chống lại vương huynh vì chàng. Hạng Thiếu Long trong lòng nổi lên cơn giận, cười lạnh lùng nói, muốn giết Hạng Thiếu Long ta, e rằng Hiếu Thành Vương phải xuất đại quân, ta sẽ không cúi đầu mà chịu trói đâu. Triệu Nhã giận dỗi nói, nhiều lúc chàng giống như hạng võ dũng vô mưu, chỉ mỗi vệ binh đoàn của vương huynh đã là 2 vạn người, quân thủ thành có đến 3 vạn, chủ soái Nhạc Thừa lại là người của Triệu Mục. Khi có chuyện, ai cứu được chàng? Nếu chàng có bất chắc, người ta làm sao sống được? Nói xong câu cuối thì nước mắt trực tuôn ra, có thể thấy nàng lo âu đến giường nào. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói, hãy yên tâm đi, có người đã từng nói ta là tân thánh nhân nhiều nạn kiếp, cho nên chết không được. Triệu Nhã ngẩn người ra, nói, là ai nói vậy? Tân thánh nhân là gì? Ngừng một lát rồi nói với vẻ hình như chẳng có hứng thú gì. Triệu Nhã nói, giờ đây người ta lúng túng lắm, Thiếu Long dạy thiếp phải nên làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi nói, không có sự chọn lựa nào nữa, chỉ có trốn thoát khỏi Hàm Đan mới có đường sống. Nhưng trước khi đi, ta phải băm vằm tên Triệu Mục gia mới hạ được mối hận trong lòng. Triệu Nhã vuốt ve mặt gã nói, chàng phải hứa dẫn Nhã Nhi đi theo đấy. Hạng Thiếu Long nói với giọng chắc chắn, điều này đương nhiên, ta không những dẫn nàng đi, Tiểu Bàn và Thiên Nhi cũng sẽ đi theo chúng ta. Triệu Nhã dịu dàng nói, phải chăng là đến nước Tần? Ôi, người Tần là những kẻ thâm trầm đáng sợ nhất. Hạng Thiếu Long cười nói, đừng quên rằng ta là tân thánh nhân. Rồi đứng dậy nói, e rằng phải đến Tần mới có cơ hội gặp lại các người. Phản ứng của Hiếu Thành Vương thật ngoài dự liệu của ta. Ta phải lập tức tìm Lý Mục thương lượng, tìm cách xoa dịu vương huynh của nàng. Triệu Nhã đưa gã ra ngoài rồi nói, thiếp sẽ phụ trách việc dò thám tình hình trong cung. May mà có Tinh Vương Hậu lên tiếng dùm chàng. Vương huynh lại là kẻ ba phải, trong thời gian ngắn này vẫn chưa dám liều với chàng. Nói xong cúi đầu, đôi mắt đầy phức tạp. Hạng Thiếu Long đương nhiên không nhìn thấy, chỉ là trong lòng cảm thấy phiền toái mà thôi. Châu Diễn có lẽ quả thật nghĩ gã là tân thánh nhân, nhưng gã lại biết không có điều ấy. Nếu là tân thánh nhân thì phải là Doanh Chính, nhưng xem bộ dạng Doanh Chính lúc này, dựa vào cái gì để trở thành một tân thánh nhân thống nhất thiên hạ đây? Hạng Thiếu Long nhớ lại những loại vũ khí thường dùng ở thế kỷ 21. Ở thời đại này, kiếm thủ lợi hại nhất, đối phó được 10 người cũng không thể đối phó được hơn 100 người. Huống hồ chi, hàng ngàn binh tướng được huấn luyện kỹ càng, cho nên chỉ có thể đi theo chiến lược và chiến thuật thì mới có cơ hội trốn thoát. Bỗng nhiên, gã cảm thấy luyến tiếc đối với Hàm Đan, cuối cùng phải rời tòa cổ thành vĩ đại này. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 50, Tiến Thoái Lưỡng Nan. Hạng Thiếu Long đến đại tướng quân phủ của Lý Mục ở Hàm Đan. Quảng trường phía trước bức tường tập trung hàng ngàn nhân mã đều được nai nịt chỉnh tề, tựa như sắp phải ra đi.
Lý Mục từ trong nhà chính bước ra, mình mặc nhung trang, thấy Hạng Thiếu Long, kéo gã sang một bên nói: "Đại Triệu không còn hy vọng nữa. Hôm nay đại vương triệu ta vào cung, yêu cầu ta phải lập tức quay về biên cương ứng phó với bọn hung nô, không cho ta cơ hội nhắc lại chuyện Triệu Ni. Lại còn bảo Hàm Đan do Triệu Mục phụ trách, người hãy đi mau, nếu không tính mạng khó giữ." Phản ứng của Hiếu Thành Vương rõ ràng đã vượt qua ngoài dự liệu của vị danh tướng này. Lý Mục lại hạ giọng xuống, nói: "Tướng lĩnh trong thành Hàm Đan có rất nhiều người là bộ thuộc cũ của ta, ta đã nói chuyện ngươi cho bọn chúng, căn dặn bọn chúng ngầm giúp đỡ ngươi." Rồi nói ra mấy cái tên. Lại nói: "Nếu Triệu Mục phái người truy đuổi ngươi, có thể chạy về biên giới phía Bắc, chỉ cần lọt vào phạm vi thế lực của ta, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi, cả đại vương cũng chẳng thể làm gì được đâu." Hạng Thiếu Long không ngờ người mà mình chỉ mới gặp 3 lần mà tình nghĩa lại thâm trọng như vậy, cảm kích đến nỗi nói không ra lời. Lý Mục tháo kiếm xuống, đưa cho gã. "Thanh kiếm này tên gọi Huyết Lãng, tốt hơn thanh Phi Hồng nhiều, có thể chém đứt cả tóc, phá áo giáp địch như chơi. Với kiếm pháp tuyệt thế của ngươi, có nó sẽ càng như hổ thêm cánh, nên đừng từ chối, nếu không Lý Mục sẽ coi thường ngươi đấy." Hạng Thiếu Long cảm kích lắm, nhận thanh bảo kiếm có cái tên gọi đáng sợ ấy. Lý Mục vỗ vai gã, buồn rầu nói: "Nơi nào có thể chứa ngươi thì cứ bay đến đấy. Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại xa trường. Lúc ấy mỗi người đều vì chủ của mình. Có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ sinh tử. Ta sẽ tuyệt đối không lưu tình. Ngươi cũng phải nên như vậy." Nói xong cười lớn đầy vẻ bi tráng, lên ngựa rời phủ đi về hướng Bắc. Hạng Thiếu Long cõi lòng rối bời, đưa mắt dõi theo, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác lẻ loi không người thân. Rút kiếm ra nhìn, chỉ thấy thanh kiếm sáng ngời, có ẩn hiện hoa văn màu đỏ máu, có hình ngọn sóng. Trên đốc kiếm có khắc 2 chữ, Huyết Lãng. Niềm vui của đêm qua không còn nữa, giờ đây chuyện duy nhất có thể làm được, đó chính là dựa vào mưu trí và năng lực của mình để giúp cho Ô Gia và người thân yêu của mình an toàn rời khỏi cái nơi không hề có chút thiên lý tình này. Hạng Thiếu Long buồn bã rời khỏi tướng quân phủ, không có một người đức cao vọng trọng như Lý Mục giúp đỡ. Phía quân đội tuy bất mãn với Triệu Mục, nhưng cũng không dám lên tiếng về cái chết của Triệu Ni, càng không có ai dám đứng bên phía gã. Giờ đây chỉ có thể dựa vào Ô Gia và bản thân mà thôi. Lý Mục bị buộc quay về biên cương. Quân đội ở nước Triệu đều hiểu rõ tâm ý của Triệu Vương, đó là buộc họ phải đứng về phía Triệu Mục. Còn Hạng Thiếu Long là cái gai lớn nhất trong mắt Triệu Mục, tự biết sớm tối khó giữ, thời gian không nhiều. Tặng than trong tuyết thì không mấy người chịu làm, nhưng ném đá xuống giếng thì ai cũng vui vẻ, bởi vì vừa có thể đả kích được Ô Gia, lại có thể làm thân với Triệu Mục. Nhưng vấn đề lớn nhất giờ đây là Triệu Mục lúc nào có được lệnh của Triệu Vương để một mẻ quét sạch Ô Gia và Hạng Thiếu Long. Làm thế nào để chậm sự quyết định của Triệu Vương? Vừa về đến Ô Phủ, Đào Phương đã chạy ra, nói: "Một người sở tên Đơn Tiến đã bị chúng ta bắt nhốt, nhưng kẻ này là một người gan dạ, làm thế nào cũng không chịu khai nửa lời. Tôn cô ra xem thử có cách gì, nói không chừng phải dùng trọng hình." Hạng Thiếu Long nhìn thấy được tia hy vọng, nói: "Có xét hành trang của y chưa?" Đào Phương than: "Đều là những thứ không có liên quan, tên gian xảo Triệu Mục tuyệt không dễ dàng để cho người khác nắm được điểm yếu của mình." Rồi dầu dĩ nói: "Dù cho người ấy có ngoan ngoãn hợp tác, đứng ra chỉ tội Triệu Mục, Triệu Mục vẫn có thể chối bay biến, ngược lại còn bảo chúng ta vu hám y. Ôi, Tôn cô gia nói xem, Hiếu Thành Vương tin người đàn ông của y hay tin chúng ta?" Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi nói: "Chỉ cần chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa Triệu Mục và người sở thì sẽ có cách đối phó với y, cho nên đừng dễ dàng bỏ qua manh mối này." Hai người lúc ấy đã ra tới nhà sau, bước vào một mật thất, tiến vào phòng giam. Tên gián điệp Đơn Tiến ấy bị trói vào một góc cột, mặt đầy vết máu, tinh thần ủ rũ, rõ ràng là đã nếm nhiều khổ cực, cúi đầu không nói lời nào.
Hàng Thiếu Lâm tuy thông cảm với y, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đây đồng nghĩa với chiến tranh, nhân từ với kẻ địch chính là tự sát. Hàn Thiếu Lâm chợt lóe lên một ý, kéo Đào Phương qua một bên, nói: Người này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ sợ chết, nếu không người sở không thể phái y đi làm chuyện quan trọng như thế này. Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn, chỉ cần chúng ta tìm một biện pháp để đánh gục ý chí của y là được. Đào Phương vẫn rầu rĩ nói: Vấn đề là biện pháp gì? Hàn Thiếu Lâm nói: Phương pháp này gọi là thẩm vấn cho mệt mỏi. Đào công hãy tìm 10 người, không ngừng đưa ra các câu hỏi, không cho y đi vào nhà sĩ hay ăn uống. Điều quan trọng nhất là đứng đây ngủ. Khi thẩm vấn phải dùng ánh đèn sáng chiếu thẳng vào y, ta xem y có thể chịu đựng được bao lâu. Đào Phương lần đầu tiên nghe phương pháp thẩm vấn này, nửa tin nửa ngờ, nói: Có thật có hiệu quả không? Hàn Thiếu Lâm nói với vẻ chắc ăn: Đảm bảo có hiệu quả, Đào công hãy cho người chăm sóc vết thương, cho y thay bộ quần áo sạch sẽ, thì có thể tiến hành ngay. Lại truyền cho Đào Phương mấy ngón nghề thẩm vấn và những điều cần phải hỏi, khiến Đào Phương cảm thấy rất có lý, rồi mới đi tìm Ô Ứng Nguyên. Ô Ứng Nguyên đang ở trong mật thất gặp người khách, biết gã đến thì lập tức gọi vào. Đó là một thương nhân, người cao lêu nghêu, mặt choắt, dáng vẻ khó gần. Ô Ứng Nguyên nói với Hạng Thiếu Long: Thiếu Long, đây là người tin cẩn nhất của Đồ tiên sinh, ngoại hiệu Chí Đa Tinh, tên thật là Tiêu Nguyệt Đàm tiên sinh. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, thì ra đây là mật sứ của Đồ tiên phái đến, xem ra lã bất vi quyết trong thời gian ngắn đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương. Tiêu Nguyệt Đàm có vẻ khách sáo nói: Chưa đến Hàm Đan, đã sớm nghe đại danh của Hạng công tử, xin đừng trách cứ, tướng mạo lúc này của Tiêu Mỗ là giả, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ nên không thể cho người khác thấy mặt thật của mình. Hàn Thiếu Lâm vỡ lẽ ra, thì ra đây là một cao thủ dị dung, bề ngoài nhìn không có chút sơ hở, nói: Vậy thì tiên sinh định hóa trang cho mẹ con bị quân như thế nào? Tiêu Nguyệt Đàm gật đầu nói: Công tử suy nghĩ thật nhanh nhạy, đó chính là một trong những nguyên nhân đổ ra phái Tiêu Mỗ đến Hàm Đan. Nhưng làm sao để đưa họ ra thì phải dựa vào mọi người ở đây. Hàn Thiếu Lâm định nói đưa mẹ con của họ ra không mấy khó khăn, thì Ô Ứng Nguyên đã dậm chân gã, nên không nói nữa. Ô Ứng Nguyên tiếp lời: Nếu chúng tôi có thể cứu thoát mẹ con bị quân ra, lã tiên sinh sẽ tiếp ứng cho chúng tôi về mặt nào? Lúc này Hàn Thiếu Lâm mới hiểu ra, với thực lực của họ, lại có Tiêu Nguyệt Đàm với tài dị dung, cứu mẹ con của Doanh Chính không khó, nhưng khó là toàn bộ Ô gia phải chạy trốn, cho nên Ô Ứng Nguyên mới móc chuyện mẹ con Doanh Chính và Ô gia lại với nhau, lúc đó buộc Lã Bất Vi phải tiếp nhận họ. Quả nhiên, Ô Ứng Nguyên tiếp tục nói: Chất tử phủ bảo vệ nghiêm ngặt, từ sau khi Trang Tương Vương đăng cơ, trong phủ lại còn có cấm vệ quân canh gác, là nơi nghiêm cẩn nhất Hàm Đan, trừ phi tấn công từ ngoài vào, không còn cách nào khác. Nhưng Tiêu tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch đảm bảo có thể đưa mẹ con họ ra khỏi thành an toàn. Hàn Thiếu Lâm biết y đang khoe khoang, chưa nghĩ ra đại kế cứu người gì cả, mà ngược lại y chỉ muốn lấy lòng tin của đối phương mà thôi. Khi Tiêu Nguyệt Đàm nói: Tệ chủ đã cùng Trang Tương Vương bàn bạc vấn đề này, nhân lúc quân chúng ta đang tấn công quận Thái Nguyên gây chú ý cho người Triệu, Đồ gia sẽ dẫn tinh binh đột nhập vào biên giới nước Triệu để tiếp ứng. Chỉ cần các vị đến được bờ Tây của Đàm Thủy ở Liêu Dương Đông, Đồ gia có thể hộ tống các vị băng qua nước Ngụy và nước Hàn để quay về nước Tần. Ngừng một lát rồi nói tiếp: Tiêu Mỗ có thể nghe diệu kế của các vị chăng? Hạng Thiếu Lâm thầm khen kẻ này lợi hại. Y nói nhiều như thế, nhưng sự thật vẫn chưa tiết lộ vị trí và tuyến đường của đội quân Đồ Tiên. Bởi vì nếu phải phối hợp hành động thì phải là lúc Đổ Tiên đã vào biên giới nước Triệu. Lần này lại bị Ô Ứng Nguyên dậm thêm một cái nữa, gã lập tức nghĩ ra một kế hoạch không hề tồn tại để ứng phó với vị khách quý này. Hạng Thiếu Lâm chả có kế hoạch gì cả, làm ra vẻ bí hiểm nói: Tiêu tiên sinh có thể đợi thêm 3 ngày nữa chăng? Bởi vì một mắt xích quan trọng trong kế hoạch này là liên lạc với mẹ con Chu Cơ. Chuyện này tại hạ vẫn đang tiến hành, chờ có được manh mối
thì mới có thể thực hiện được. Nhưng chí ít cũng tiết lộ một vài điểm để Tiêu Mỗ biết chứ. Tiêu Nguyệt Đàm tỏ vẻ không hài lòng, nói. Hàn Thơ Long giả vờ ung dung nói. Sự xuất hiện của tiên sinh có lẽ sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch thay đổi. Nói không chừng cũng có thể nhờ vào thuật dị dung của tiên sinh để khi chúng ta ra khỏi Hàm Đan, người Triệu vẫn không biết được, cho nên tại hạ mới phải bổ sung thêm. Mặt Tiêu Nguyệt Đàm giãn ra. Tại hạ đã hiểu chút ít. Rồi quay sang Ô Ứng Nguyên nói. Nghe nói ca vũ cơ của Ô gia vang danh thiên hạ, Tiêu Mỗ cũng muốn thưởng thức. Ô Ứng Nguyên cười lớn, nói. Đã sớm an bài cho tiên sinh rồi. Hạng Thư Long biết không còn chuyện gì nữa, nên chuẩn ra ngoài. Khi bước ra ngoài, Hạng Thư Long có cảm giác mệt mỏi rã rời. Trong phủ Ô gia lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong vườn hoa, bọn nô tỳ và trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười đùa vọng lại bên tai. Tuyết trên mặt đất đã quét sạch sẽ, nhưng trên cành cây vẫn còn đọng hơi sương. Khi gã đi ngang qua, một nữ tỳ xinh đẹp đưa mắt nhìn gã, nhưng con người phong lưu này chỉ cảm thấy tâm hồn trống trải. Ô Ứng Nguyên tuy nói đã có phần lớn người trong Ô gia được điều khỏi nước Triệu, nhưng ai cũng biết đó chỉ là trực hệ chí thân, còn những người có quan hệ xa và những nữ tỳ này đều sẽ bị bỏ lại, cuối cùng thành đối tượng trút cơn giận cho người Triệu. Hàn Thiếu Long cũng không còn cách nào khác. Trong thời đại quần hùng cát cứ, vận mệnh con người không còn là của mình nữa. Thiên đường cũng có thể biến thành địa ngục A Tỳ đáng sợ. Gã cũng không lo lắng Lã Bất Vi sẽ bán đứng mình. Trên mảnh đất chiến tranh không ngừng nghỉ này, nghề mục xúc của Ô gia rất quan trọng với quân sự và kinh tế. Với sự lợi hại của cha con Ô gia, nhất định họ sẽ đưa tài sản ra khỏi nước Triệu. Điều đó gây tổn thất lớn lao cho nước Triệu. Đó cũng là hậu quả Triệu Vương gây nên. Ô Ứng Nguyên là người hùng tài đại lược. Mấy năm nay đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Chỉ cần thấy việc y đã coi trọng mình, lại gả đứa con gái quý cho mình, thì cũng biết y là kẻ quả cảm, nhìn xa trông rộng. Chỉ có hạng người ấy mới có thể sống vui vẻ trên mảnh đất này. Phía sau lưng có tiếng huýt sáo. Chưa quay đầu lại, Kinh Tuấn đã đứng bên cạnh gã, thần thái rất thoải mái. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, hỏi. Đắc thủ chưa? Là hỏi về chuyện Triệu Chi. Kinh Tuấn lắc đầu đầy vẻ đắc ý, tỉnh bơ nói. Nàng không thèm để ý đến đệ, cuối cùng để đệ theo về nhà, lại còn lấy kiếm đuổi đệ. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nói. Ta thật không hiểu tại sao ngươi vẫn hớn hở như thế. Kinh Tuấn cười hì hì nói. Hay là ở chỗ, cha của nàng thì ra là một ông thầy dạy học, đã bước ra mắng cho đệ một trận, nói một lô nào là lễ nghĩa, đệ thực ra chẳng lọt vào tay một chữ, nhưng thấy đứa con gái xinh đẹp của lão ta giả vờ cúi đầu lắng nghe. Có lẽ lão thấy đệ là một nhân tài học hành, nên nói cái gì không học thì không được, bảo đệ mỗi ngày đến đây để học, chỉ cần đến ngày Tết tặng một ít thịt là được. Hì, lúc ấy Triệu Chi giận đến suýt nữa điên lên, trừng mắt nhìn đệ, nhưng không còn cách nào. Hạng đại ca bảo có tuyệt không? Hạng Thiếu Long lắc đầu, bị một kẻ như Kinh Tuấn bám lấy, Triệu Chi e rằng sẽ gặp khó khăn đây. Đánh thì không lại gã, đuổi thì gã không đi, xem nàng ứng phó với gã thế nào đây. Kinh Tuấn hỏi, đằng đại ca đi đâu rồi? Hạng Thiếu Long trả lời, đằng huynh có nhiệm vụ đặc biệt, đã ra mục trường ở ngoài thành rồi. Nói tới đây, lòng chợt nghĩ ra một cách hỏi. Ngươi có cách gì khiến cho chiến mã mềm nhũn bốn chân mà không thể đi được? Kinh Tuấn nhíu mày nói. Cứ cho chúng ăn một ít thuốc là được, nhưng số lượng quá nhiều có lẽ sẽ khó một chút. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, chuyện này phải hỏi Ô Ứng Nguyên mới đúng. Đây là nghề gia truyền của Ô gia, chẳng ai hiểu rõ hơn bọn họ. Kinh Tuấn hớn hở nói. Có chuyện gì cần đệ làm không? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói. Ngươi cứ yên tâm học hành đi, nhưng nhớ lời căn dặn của đằng đại ca, đừng quá hoang đàng, đêm nay cần phải đến chất tư phủ nữa đấy. Kinh Tuấn đam một tiếng, rồi cười bỏ đi. Hạng Thiếu Long về ẩn long cư, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc, chứ không muốn nghĩ gì cả. Khi tỉnh dậy, trời đã hoàng hôn. Hạng Thiếu Long đã phục hồi tinh thần,
người cũng phấn chấn trở lại. Khi dùng cơm tối, Triệu Đại lại đến tìm gã. Hàng Thiếu Long tưởng Triệu Nhã có chuyện gì gấp, nên buông bát đũa, kéo gã vào phòng. Triệu Đại dáng vẻ rất kỳ lạ, một lúc sau mới nói. Lần này tiểu nhân đến tìm công tử, phu nhân không biết. Hàng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, thẳng thắn nói với gã. Có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ gánh vác cho ngươi. Triệu Đại nói, bọn chúng tôi vốn là hạ nhân, tuyệt không có tư cách quản lý chuyện của phu nhân. Nhưng bọn huynh đệ chúng tôi đã sớm coi công tử là chủ nhân, nên không e ngại gì chuyện khác nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, giục gã nói ra. Triệu Đại hít một hơi, trầm giọng nói, sau khi phu nhân quay về, không đầy một tháng sau, có một quý tộc tên gọi Tể Vũ đi sứ đến Hàm Đan. Người này tuấn tú hơn Liên Tấn, tài học và kiếm thuật nổi tiếng ở nước Tề, là một cao thủ trong chốn tình trường. Nhưng đến Triệu thì trong mắt chỉ có phu nhân nên theo đuổi phu nhân, còn Đại Vương và Triệu Mục thì không ngừng tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Xem ra phu nhân cũng có ý với kẻ này. Hạng Thiếu Long nghe xong thì an tâm, gã rất tự tin về khoản này. Gã cũng không tin một kẻ đã cùng trải qua hoạn nạn với mình như Triệu Nhã mà lại dễ dàng thay đổi đến thế. Triệu Đại thấy y như thế, lo lắng nói, có những lời Triệu Đại không muốn nói cũng phải nói. Sau khi phu nhân quay về, nhớ người đến khổ, cơm nước không yên, còn trong thành lại có tin đồn công tử đã chết. Tề Vũ thừa cơ mà vào, đã có mấy đêm ở lại phòng phu nhân. Khi công tử về thì phu nhân mới xa rời gã ấy, nhưng đêm qua y lại đến tìm phu nhân, đến sáng hôm nay mới ra đi. Huynh đệ chúng tôi sau khi thương lượng mới quyết định cho công tử hay chuyện này. Lòng Hạng Thiếu Long lập tức nguội lạnh. Triệu Nhã lâu nay vẫn phóng đãng, trong tình huống nhớ nhung gã, quả thật cần có kẻ khác an ủi để cho qua những tháng ngày đau khổ và lẻ loi. Người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình. Chuyện nam nữ vừa bắt đầu đã khó chấm dứt, lại thêm gã Tể Vũ này có điều kiện chẳng kém gì gã, cho nên Triệu Nhã mới có cơ hội bám lấy. Ôi, người đàn bà phóng đãng cuối cùng vẫn là người đàn bà phóng đãng. Đó có lẽ liên hệ đến vấn đề mà Hà Nhĩ Mông đã nói, muốn ả trong một thời gian dài không có nam nhân thì quả thật rất khó. Gã có cảm giác mình bị lừa dối. Triệu Đại hạ giọng nói, nếu phu nhân chỉ là chung trả với nam nhân khác, chúng tôi quyết không nói gì. Phu nhân có ơn lớn với chúng tôi, dù có chết vì phu nhân cũng cam lòng. Nhưng chúng tôi e rằng phu nhân bị kẻ khác dụ dỗ, có lòng khác, hãm hại công tử, đó mới là chuyện lớn. Hạng Thiếu Long ngẩn người ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Triệu Đại đau khổ nói, chúng tôi đã ngầm điều tra tên Tể Vũ này, phát giác mỗi lần gặp phu nhân xong thì y lại lén lút đến gặp Triệu Mục. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, cái gì? Triệu Đại hai mắt đỏ hoe, cúi đầu, hai tay nắm thành quyền, rõ ràng trong lòng đầy phẫn nộ. Đối với y mà nói, Hạng Thiếu Long là một đại anh hùng, chỉ có gã mới đủ tư cách sánh cùng Nhã phu nhân, còn Triệu Mục là kẻ mà ở Hàm Đan ai ai cũng căm ghét. Hạng Thiếu Long dần dần hiểu ra, cái kế nam sắc ấy quả thật lợi hại. Nếu Triệu Mục có thể khống chế Triệu Nhã lần nữa, vậy thì bọn họ đừng hòng một người còn sống để thoát khỏi Hàm Đan. Mẹ con Chu Cơ cũng xong đời, bởi vì Triệu Nhã biết được tất cả mọi hành động và bí mật của họ. Nhưng xem ra, Triệu Nhã tuy chung trả với Tể Vũ, nhưng vẫn chưa bán đứng gã. Nhớ lại hôm nay, ả vẻ mặt buồn bã bảo mình đưa ra khỏi Triệu Quốc, nhưng lại sợ người Tần. Liền hiểu ra, trong lòng nàng đang có mâu thuẫn. Nói không chừng, Triệu Vương rất yêu thương ả, ả có quả thật chấp nhận bội phản Hiếu Thành Vương chăng? Sở dĩ ả muốn rời khỏi nước Triệu, nguyên nhân chủ yếu là bởi nước Triệu không còn hy vọng nữa, không muốn trở thành kẻ vong quốc. Còn Tề Vũ cũng có thể hứa với ả là sẽ đưa ả đến nước Tề. Giữa Tề Sở rõ ràng là đã có hiệp nghị. Bất chấp thủ đoạn cản trở Tam Tấn hợp nhất, thậm chí còn rỉa giói Tam Tấn, cho nên Triệu Mục đã mời Ngao Ngụy Mâu đến đối phó gã, giờ đây lại mời cao thủ tình trường đến đối phó cướp người yêu thương của gã. Chuyện này đương nhiên có Triệu Vương chống lưng phía sau, bởi y không muốn Triệu Nhã có quan hệ với Ô Gia,
đồng thời cũng biết rõ Triệu Nhã biết hết bí mật của Ô Gia, khi thời cơ tới sẽ nhổ tận gốc Ô Gia, tịch thu tất cả các mục trường, trừ đi mối lo trong lòng. Hạng Thư Long càng nghĩ càng hiểu được nhiều, trong chuyện Triệu Ni nói không chừng cũng có phần của Triệu Vương, vì Tiểu Bàn từng nói sau khi ăn món bánh do Triệu Vương sai người mang đến thì hôn mê. Triệu Vương dung túng Triệu Mục làm như thế là tưởng rằng Ni phu nhân chỉ vì không chịu được nỗi cô đơn mới đến cùng Hạng Thiếu Long, cho nên chỉ cần Triệu Mục có thể giúp nàng lấp đầy nỗi cô đơn ấy thì có thể đoạt nàng lại. Nào ngờ Triệu Ni tính tình chinh liệt, sau khi bị làm nhục thì đã tự sát. Biết được điều này, tất cả những chuyện chưa rõ khác tự nhiên cũng đều thông suốt. Đó chính là nguyên nhân Triệu Mục có thể một tay che đậy cái chết của Triệu Ni, bởi vì Triệu Vương cho phép. Y không muốn để lộ tội ác của mình, thà chịu đắc tội Lý Mục cũng phải giấu nhẹm chuyện này. Đối với nước Triệu, gã đã thật sự mất hết lòng tin. Trong danh sách kẻ thù của gã lại có thêm cái tên của Triệu Vương. Vấn đề khó nghĩ nhất lúc này là Triệu Nhã. À, phải chăng đã dính sát với Tể Vũ không rút ra được? Chả trách nào Triệu Vương dễ dàng giao Triệu Thiên cho ả, nhưng phải chăng Tinh Vương Hậu cũng đang giả vờ, cố ý dụ gã hành thích Triệu Mục, rồi lúc đó Triệu Vương sẽ có cớ trừ khử Ô Gia. Nghĩ tới đây, mồ hôi toát đầy người. Triệu Đài nói, công tử, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Hạng Thiếu Long thở dài nói, các người hãy giả vờ hoàn toàn không biết chuyện này, sau này đừng theo dõi hoặc điều tra Tể Vũ nữa. Chuyện này rất quan trọng, hiểu chưa? Triệu Đại gật đầu, định nói nhưng thôi. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, hỏi rằng, các ngươi trung thành với Nhã phu nhân như thế, lẽ nào biết rõ Tề Vũ gặp Triệu Mục mà cũng không báo rõ với phu nhân? Triệu Đại buồn rầu nói, chúng tôi đã nói với phu nhân rồi, nhưng đã bị phu nhân mắng cho một trận, bảo rằng Tề Vũ là sứ của nước Tề, Triệu Mục đương nhiên phải ân cần tiếp đãi. Còn bảo, nếu chúng tôi điều tra Tể Vũ nữa thì sẽ không tha. Hạng Thư Long trong lòng than hỏng bét, xem ra tên Tể Vũ này đã thật sự làm ả dâm phụ kia mê mẩn tâm hồn. Nếu không, tại sao không để Triệu Đại điều tra chân tướng? Bản thân gã có thể đoạt được ả từ tay Liên Tấn, người khác đương nhiên cũng có thể cướp ả, chuyện này rất công bằng. Huống hồ chi, những mối quan hệ rộng rãi của Nhã phu nhân trước đây cũng cho thấy ả rất thích thưởng thức những thú vui mới. Triệu Đại cuối cùng nhịn không được nói, nếu phu nhân theo Tể Vũ, chúng tôi hy vọng có thể sau này đi theo công tử. Một người trung thành như Triệu Đại mà có thể nói những lời bội bạc như vậy, có thể thấy họ thất vọng và đau lòng đối với Triệu Nhã như thế nào. Triệu Nhã đã bán đứng gã một lần, giờ đây phải chăng lịch sử đã lặp lại? Khi ả biết trốn chạy là vô vọng, phải chăng vì Tề Vũ và lợi ích bản thân mà ả một lần nữa bán đứng gã? Hạng Thiếu Long trong lòng đau khổ, trầm giọng nói, sau này có một ngày, nếu Hạng Thiếu Long ta quả thật làm nên đại nghiệp, các ngươi đến tìm ta, ta sẽ thu nạp. Triệu Đại vui mừng bái tạ rồi ra về. Hạng Thiếu Long trong lòng rầu rĩ, đầu óc trống không, không muốn nghĩ gì nữa. Kẻ mạnh làm vua, hay lắm. Hạng Thiếu Long này sẽ cho các người biết ai là kẻ mạnh. Thank you.